Không, không thấy bóng dáng. Kết quả sau một lát, từ ngoài đại điện truyền đến tiếng ầm ầm xé gió, tiếp theo huyết quang ngoài cửa chợt lóe, một đoàn huyết vụ mông lung bay vào. Huyết vụ tán đi, hiện ra một yêu vật đầu dao, cung kính hành lễ với Hắc Ảnh, trong miệng phát ra tiếng khàn khàn, không biết chủ nhân gọi huyết độc về có chuyện gì quan trọng. Huyết độc, người tạm thời dừng chuyện tìm kiếm huyết thực một chút, đến tầng 2 một chuyến. Từ trong Hắc Ảnh truyền ra thanh âm lạnh lùng của nữ tử đúng là thanh âm của vị mộc thanh đã nói chuyện với huyết lão quái thông qua viên cầu. Xin chủ nhân cứ việc phân phó, yêu vật đầu dao này đầu đỏ tươi, ánh mắt phát ra một cổ bạc ngược chi khí không nói nên lời, nhưng trước mặt hắc ảnh lại vô cùng cung kính. Tầng 2 có mấy tên phi linh tộc linh tương kỳ, người truyền tống đến giết hết bọn chúng, mang tinh hồn về trực tiếp giao cho huyết lão quá. Đây là vị trí và ngoại hình của bọn chúng lần cuối cùng xuất hiện. Chú ý, mấy tên phi linh tộc này có chút cổ quái, Phản nhất thấy có gì khôn đúng thì lập tức trở về nói cho ta một tiếng. Đi nhanh về nhanh, nữ tử khoát tay, một hắc sắc trúc đồng hiện ra, lạnh nhạt nói. Tuân mạnh, yêu vật đầu giao nhận lấy trúc đồng, đáp ứng rồi lập tức thân hình nhoáng lên, lần nữa hóa thành một đoàn huyết vụ bắn ra ngoài. Sau vài lần chấp động liền biến mất ngoài cửa, được rồi, tiếp theo bên dưới báo cáo tiến độ tìm kiếm huyết thực đi. Thời gian tế tự không còn nhiều nữa, trước, đến phiên ngươi nói, nữ tử nhìn cửa điện một lát, rồi ánh mắt thu lại, thanh âm lạnh lùng nói. Ở tầng bần, tứ sĩ phi xa cùng đám thải vật hạt kỷ đã tìm thấy một quần lớn huyết thực, nhưng lại bị hái không còn nữa, chỉ còn lại vài quần nhỏ, trốn vào trong núi, tạm thời vẫn chưa thể bắt được. Một gã có thân hình cao lớn đứng dậy, bắt đầu kể lại. chương 1453, Thiên Cương huyết lôi, Kim ô linh hỏa. Tầng 2 Bắc Uyên, bốn gã phi linh tộc đang đại chiến cùng với bốn con hắc sắc độc hạt, vừa chạy vừa chiến đấu những hạt tử này mặc dù không có cánh, nhưng lại có thể búng người lên không, động tác vô cùng nhanh nhẹ, hơn nữa miệng phun ra chất dịch, còn đuôi thì độc vô cùng. Bốn gã phi linh tộc nhất thời cảm thấy đau đầu, thật đúng là không thể lập tức thoát khỏi những hắc hạt này. Hơn nửa canh giờ sau, một gã phi linh tộc nhẫn tâm, khôn tiếc hao tôn nhiều pháp lực, thi triển một loại thần thông cực kỳ lợi hại, thả ra một hỏa châu đem ba bốn con hắc hạt thiêu thành cho bụi, những hắc hạt còn sót lại rốt cục khôn cam lòng rúi lui. Bốn gã phi linh tộc lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy an tâm một chút. Nhưng chưa chờ bọn hắn mở miệng nói chuyện thì đột nhiêu từ phía xa chợt lóe linh quang, một đoàn huyết vụ từ chân trời cuồn cuộn xoắn tới. Huyết vụ vô thanh vô tức, phảng phất như quỷ mị, lại cực kỳ mau lẹ, sau vài lần chấp động liền xuất hiện gần bốn gã phi linh tộc, xoay tròn vài vòng. Bốn gã thánh tử phi linh tộc kia cả kinh, lập tức làm thành thế phòng thủ. Trong huyết vụ truyền ra một tiếng hừ lạnh, mơ hồ hiện ra một đôi mắt tràn ngập sư điên cuồng sau khi ánh mắt bạo ngược đảo qua người bốn gã phi linh tộc, lại truyền ra một thanh âm khàn khàn làm cho kẻ đứng đầu đám người phi linh tộc này cảm thấy run sợ. Mặc dù không phải là mấy người nọ, nhưng nếu đã gặp phải ta thì coi như các ngươi xui xẻo. Lời vừa nói xong, trong huyết vụ vang lên tiếng lôi mình xé gió, bầu trời gần đó đột nhiên hóa thành màu huyết hồng, một trận huyết vân quỷ dị hiện lên, tiếp theo không ngừng quay cuồng. Không tốt, là thiên cương huyết lôi, chạy mau. Một người trong bốn gã phi linh tộc thấy cảnh này, Sắc mặt tái nhợt hét lớn một tiếng, liền hóa thành một đạo hoàng mang, hướng về một phía hoảng hốt chạy. Ba gã thánh tử còn lại vừa nghe thấy vài chữ thiên cương huyết lôi thì cũng bị hù cho hồn phi phách tán, linh quang hiện lên, đồng dạng cũng dùng độn quang quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, bốn đạo huyết lôi từ trong huyết phân hiện ra, vặn vẹo trong hư không rồi biến mất không thấy. Sau một khắc, bốn đạo huyết lôi hiện ra ngay gần chỗ bốn gã đào tẩu, không chút trần trở đánh xuống bốn tiếng kêu thảm vang lên, bốn đạo độn quang trong huyết lôi liền tan ra. Thân hình bốn gã thánh tử phi linh tộc chợt hiện ra trong điện quang, sau đó liền biến thành cho bụi. Vô luận là hộ thể linh quang hay bảo vật hộ thân cũng không có một chút tác dụng. Từ trong huyết vụ truyền ra một trận cuồng tiếu lớn, tiếp theo huyết quang đại phóng, huyết vụ giống như lưu tinh bắn nhanh về phía xa, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng. Một chỗ vô danh cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, Hàn Lập nhẹ thở dài một hơi, trước mặt đột nhiên xuất hiện bảy tên phi linh tộc với ý đồ xấu, hắn thản nhiên hỏi. Mấy vị đạo hữu không đi tìm minh diễm quả, ngăn cản mấy người chúng ta làm gì? Thiên bằng tộc chúng ta tựa hồ không có thủ oán gì với quý tộc. Bạch Bích cũng trầm giọng nói, ánh mắt có chút lãnh tính. Hắc hắc, thiên bằng tộc đích xác không có xích mích gì với hắc linh tộc chúng ta, nhưng mấy phân chi xích dung tộc từ trước khi xuất phát đã nhờ chúng ta, nếu có thể làm cho mấy vị vĩnh viễn ở lại địa uyên thì chúng ta cũng có không ít chỗ tốt. Nếu không gặp chúng ta thì thôi, chúng ta cũng không cố ý đi tìm các ngươi. Nhưng nếu đã đụng phải, loại chuyện tình thuận tay này, hắc linh tộc chúng ta đương nhiên không cự tuyệt. Một gã có thân hình cao lớn, vô luận là cánh hay da cũng đều là màu đen, hai tay ôm cánh nói với Hàn Lập, ánh mắt có chút kiêu ngạo. Nhưng tên hắc linh tộc đang vây quanh Hàn Lập cũng đều mặt không biểu tình, cũng khó trách, hắc linh tộc trong 72 phân chi cũng bài danh nhóm đầu, vượt xa thiên bằng tộc là phân chi yếu kém. Có thưởng, Hàn Lập nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, những gì có thể nói thì cũng đều nói rồi, các ngươi xuống đất cũng sẽ không làm quỷ hồ đồ, còn hiện tại thì có thể yên tam lên đường. Tên hắc linh tộc cầm đầu không muốn nói thêm gì, nét mặt hiện lên sát khí. Những tên hắc linh tộc khác thấy vậy thì cũng không nói hai lời, đều phun ra một hắc sắc linh vũ. Lúc đầu chỉ có một tấc, nhưng trong nháy mắt đã biến thành một thước, rồi thành một trượng, mặt ngoài hiện lên ô quang phù văn quay cuồng, vừa nhìn là biết khôn phải vật tầm thường. Sáu gã hắc linh tộc cầm sáu linh vũ quạt về phía đám người Hàn Lập, từng luồng hắc sắc hỏa diễm từ trên linh vũ quỷ dị phun ra, sau đó tràn ngập khắp nơi. Âm một tiếng, hắc diễm biến thành một cái lồng lửa cực lớn, đem bốn người vây vào trong. Đám người hắc linh tộc này vừa ra tay đã khôn chút lưu tình, định nhất cử diệt sát tất cả đám người phi linh tộc. Về phần dạ lục tộc Tần Hiểu, mặc dù không phải là người của thiên bằng tộc, nhưng rõ ràng cũng có ý tứ thả đi. Lôi Lan thấy hỏa diễm này, sắc mặt đại biến, trên người hiện ra ngân hồ, nhất thời hình thành một tầng phòng hộ bảo vệ bản thân, tiếp theo kim sắc hồ lô hiện lên, thả ra tử sắc điện ti, điện hồ trong nháy mắt cũng hóa thành tử sắc, thành thế cực kỳ kinh người. Sau khi làm xong tất cả, nữ tử này mới nói: "Hàn huynh, đây là kim ô linh hỏa của Hắc linh tộc, có thể hấp thu pháp lực của ta, cực kỳ đáng sợ, ngàn vạn lần không thể để chúng dính vào người." Bạch Bích và Tần Hiểu cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng dạng luống cuốn tay chân thi pháp. Một người thả ra vạn đạo kim quang, một người xuất ra một khối lục sắc ngọc bài, tản ra lục quang nhẹ nhẹ, liều mạng chống đỡ hắc sắc hỏa diễm. Kim ô linh hỏa, có chút ý tứ, Hàn Lập cười, cũng không thấy có cử động gì, thân thể hiện lên ngũ sắc quang diễm. Hắc sắc hỏa diễm tuy uy lực vô cùng lớn, nhưng khi vừa tiếp xúc với quang diễm thì phát ra tiếng ầm ầm trầm muộn, hai bên tiếp xúc cực kỳ kịch liệt, giống như nước lạnh tiến vào trong mỡ. Nhìn thấy cảnh này, hắc linh nhân ngẩn ra, nhưng tên cầm đầu hắc linh nhân híp mắt lại, không chút trần chờ quát lớn. Gia tăng uy lực linh hỏa, chúng ta nhiều người như vậy, tiểu tử này ngay cả khi có linh hỏa ngăn cản, thì cũng khôn có cách kiên trì được lâu. Tên nam tử này tựa hồ là người rất có uy tín trong đám hắc y nhân, những tên khác đáp ứng một tiếng, linh vũ trong tay huy động càng nhanh hơn, hơn nữa phía sau mỗi tên lại hiện ra một hư ảnh hắc sắc đại điểu, vô cùng mơ hồ, chợt sáng chợt tối, bộ dáng không ổn định. Đây là chân linh hiện hình, Uy lực của hắc sắc linh vũ nhất thời tăng vọt, hỏa diễm trở nên đen như mực, thậm chí ngay cả không gian gần đó cũng vặn vẹo biến hình. Rõ ràng uy lực của hỏa diễm này đã gia tăng đến cực điểm. Uy lực như thế, nguyên bổn phòng ngự của đám người lôi lan liền hiện ra dấu hiệu xấu, ba người hoảng hốt xuất ra bảo vật khác, nhưng bộ dáng dường như không thể chống đỡ quá lâu. Nhưng ngũ sắc quang diễm trên người Hàn Lập phản phất vô cùng vô tận, hắc sắc hỏa diễm tuy tăng thêm uy lực, nhưng ngũ sắc quang diễm cũng đồng dạng bạo liệt vẫn vững vàng đem hắc diễm bỏ ra ngoài xa. Lần này, người cầm đầu hắc linh nhân sắc mặt trở nên khôn tốt, nhưng chưa chờ hắn mở miệng, hàn lập liếc đám người lôi lan đang liều mạng ngăn cản hắc diễm, đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm, sau một tiếng phúc suy liền hóa thành ngân sắc hỏa điều. Hỏa điều này vừa hiện thân liền nhìn chằm chằm hắc sắc hỏa diễm, trong miệng phát ra tiếng vui sướng. Sau đó hai cánh vỗ lên, hình thể tăng vọt gấp mấy lần, biến thành một ngân sắc cự điều. Tiếp theo không đợi Hàn Lập thúc dục, Ngân sắc hỏa điều đâm đầu bay thẳng vào trong hắc diễm, hắc diễm bị ngân diễm đâm vào, lập tức biến mất. Đồng thời thân thể hỏa điều giống như biến thành nam châm, hút tất cả hắc diễm gần đó vào. Phệ linh thiên hỏa vốn là do nhiều loại chân hỏa uy lực cực lớn tạo thành, hơn nữa bản thân cũng có một chút linh tính, am hiểu việc thôn vệ các loại linh diễm. Kim ô linh hỏa này mặc dù không thật sự là kim ô chân linh có thể đốt cháy khôn gian, nhưng do mượn kim ô chi vũ, bao hàm một phần kim ô thần diễm cho nên đúng là thứ mà phệ linh thiên hỏa thích thôn phệ nhất. Cho nên Hàn Lập thả phệ linh hỏa điều tiến vào hắc diễm, lập tức không khách khí thôn phệ, chỉ sau vài lần hô hấp, hắc diễm bốn phía đều bị hỏa điều thôn phệ không còn một chút nào. Đám hắc linh nhân nhất thời trợn mắt cứng lưỡi, đám người lôi lan hiển nhiên mừng rỡ, ngươi là ai, thiên bằng tộc tuyệt khôn có loại thần thông này. Tên cầm đầu hắc linh nhân khiếp sợ hỏi, ta không cần trả lời ngươi, Hàn Lập cúi đầu nói một tiếng, hai cánh sau lưng trượt vỗ, đột nhiên hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ, biến mất tại chỗ. Tên cầm đầu Hắc Linh Nhân hiển nhiên cũng là hạng người có kinh nghiệm tranh đấu phong phú, thấy cảnh này thì không suy nghĩ thêm, một tay áo giơ lên, tay còn lại bắt quyết. Nhất thời Hắc Sắc Ti võng ử của tay áo hắn bắn ra, nhưng mục tiêu không phải Hàn Lập mà chính là mình, trong nháy mắt đã bị một tầng hắc sa ghim chặt vào người. Tay kia giơ lên, phun ra ba khối ô hắc lôi cầu, không ngừng xoay quanh thân. Sau một tiếng sét đánh, Hàn Lập cơ hồ hiện thân gần hắc sa. Âm âm âm, ba khối lôi cầu chợt lóe, chuẩn xác công kích lên người Hàn Lập, nhưng trên người Hàn Lập không biết từ khi nào đã hiện ra một bộ hắc sắc chiến giáp. Ngay cả uy lực của ba khối lôi cầu này bất quá chỉ là phủi bụi cho sát giáp, căn bản không thể làm tổn thương bản thân Hàn Lập chút nào. Ngược lại mặt Hàn Lập không biểu tình, kim quang trên người chợt lóe, hiện ra một tầng kim sắc lân giáp, năm ngón tay như móc câu đánh thẳng về chỗ yếu hại phía sau Hắc Linh Nhân. Hắc xa dưới sự chấp động của năm ngón tay, phảng phất như giấy bị kéo ra nam tử hắc linh nhân kia chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, một kim sắc thủ tí xuyên thủng ngực. Quỷ dị chính là, cánh tay ấy lại không hề dính máu. chương 1454, Hủ Diệp Lâm cùng Minh Diễm Quả. Trên mặt hắc linh nhân tràn đầy vẻ khó tin, trong miệng giống to, hai tay vừa động, hợp lại trước ngực. Hàn quang trong mắt hàn lập chợt lóe cánh tay phóng ra kim quang, một phi kiếm dài vài thước mơ hồ hiện lên, sau một tiếng thanh minh, kiếm quang chợt lóe lên. Hắc linh nam tử chẳng những hai tay dễ dàng bị cắt đứt, mà thân hình thức thì bị kiếm quang chia ra làm hai, trong thân hình hiện ra một viên tinh hạch gì đó, lại bị kiếm quang chém một cái, ngay cả tinh hồn cũng không thể chạy thoát. Sáu gã hắc linh nhân còn lại cực kỳ hoảng sợ, nam tử cầm đầu là tồn tại cao giai linh tương, vô luận là tu vi hay thần thôn cũng cao hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng như thế nào đối phương vừa ra tay, liền bị giết chết. Lúc này bốn người trong bọn họ kinh sợ hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành bốn hắc sắc đại điểu, khí thế hung hãn đánh thẳng tới Hàn Lập. Mặt khác hai người còn lại sau khi nhìn nhau một cái, không nói hai lời thu linh vũ trong tay lại, lập tức hóa thành hai đạo điều quang bay về phía xa. Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, sau lưng vang lên một tiếng lôi minh, liền hóa thành một đạo điện hồ biến mất tại chỗ. Hắc sắc đại điểu thấy vậy, trong lòng rung mình, động tác không khỏi ngưng lại. Nhưng chỉ trong nháy mắt trì hoãn này, thanh quang chợt lóe, một nhân ảnh có cánh quỷ dị hiện ra phía trên một hắc sắc đại điểu. Hắc Điểu còn chưa kịp hành động gì, chỉ thấy được có một cánh tay vươn ra, một đạo kim quang chói mắt chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Hắc Điểu cả kinh, sau đó cảm thấy thân thể mát lạnh, cả thân hình bị phân ra làm hai, hai phiến thi thể hỗn loạn trong huyết vũ, từ không trung rơi xuống. Nhân ảnh kia chợt lóe, lần nữa biến mất một cách quỷ dị, tiếp theo hiện ra gần một Hắc Điểu khác, đồng dạng cũng vươn tay thả ra một đạo kim sắc kiếm quang. Hắc Điểu này phảng phất như đậu hủ, bị chém nứt thành hai, nguyên bổn thiết vũ cứng rắn của hắn cũng không thể ngăn cản chút nào. Cứ như vậy, thân ảnh hàn lập quỷ mị chấp động 4 năm lần, cuối cùng khi hiện ra rõ ràng giữa không chung thì bốn quái điều kia đều đã bị giết sạch. Hàn lập cũng khôn có ý định dừng tay, nhìn về phía hai gã hắc linh nhân đang phi độn kia, mặt không chút biểu tình, hai cánh vừa động, liền hóa thành một đạo thanh bạch trường hồng phá không bay đi. Một tiếng sắc nhọn xé rách thinh không, đạo kinh hồng kia sau khi mơ hồ vài cái, liền hóa thành một đạo thanh bạch tế ti tế ti vặn vẹo một cách quỷ dị, sau đó biến mất trong hư không. Một gã đang liều mạng trốn chạy, không gian phía sau ba động, hiện ra thanh bạch tế ti. Tế ti chợt lóe, xuyên thẳng qua người hắc linh nhân này. Ngay lập tức hắc linh nhân bị phân thành bảy tám đoạn, tế ti vặn vẹo một cái, lần nữa biến mất tại hư không. Sau một khắc, trên đỉnh đầu một tên hắc linh nhân khác, thanh bạch chi quang đại phóng, tế tỷ quỷ dị hiện ra, sau đó là một trận mơ hồ, thân hình hàn lập hiện ra, không nói hai lời phất tay lên, một kim sắc tiểu kiếm hiện ra trong tay. Tiếp theo hóa thành một đạo kiếm quang thô to chảm xuống. Kim quang chợt lóe, trong nháy mắt kiếm quang đã chém xuống đầu Hắc Linh Nhân. Hắc Linh Nhân bị hù dọa hồn bay phách lạc, không dám suy nghĩ thêm, hai cánh sau lưng vỗ về phía trước, đồng thời giơ tay vỗ lên đỉnh đầu. Nhất thời Hắc mang trên hai cánh chợt lóe, tất cả linh vũ đều hóa thành vô số mũi tên, bắn nhanh về phía không trung. Đồng thời trên thiên linh cái hiện ra một hắc sắc mộc thuấn hóa thành ô vân trực tiếp nghênh đón kiếm quang. Không biết một thuẫn kia là bảo vật gì, nhưng rõ ràng không thể ngăn cản được sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm. Sau khi kim quang chợt lóe, đã đem ô vân chảm làm hai, thuận thế chém luôn tên hắc linh nhân thành hai mảnh. Mà mũi tên màu đen khi bắn tới trước mặt hàn lập đã bị một phiến hôi hà chặn lại. Sau đó hôi quang đảo qua, tất cả mũi tên đều biến mất vô ảnh vô tung, căn bản không thể làm tổn thương hàn lập một chút nào. Mà hàn lập nhìn xuống thi thể phía dưới, đôi mi vừa động, tựa hồ nghĩ đến điều gì, bàn tay hư không chảo một cái. Vù một tiếng, một linh vũ tử trong thi thể bay ra. Hàn lập dùng tay vuốt ve linh vũ này, ánh mắt chấp động vài cái. Chỉ thấy linh vũ phát sáng, lộ ra kim mang nhẹ nhẹ, thỉnh thoảng chớp lên, hiện ra hắc sắc phủ văn, lập tức hóa thành một đoàn hắc diễm, nhiệt độ lập tức tăng lên. Hàn lập cảm thấy hứng thú, hắc quang trong tay chợt lóe, linh vũ bị thu vào. Về phần thi thể, hiển nhiên bị hắn dùng một viên hỏa cầu biến thành cho bụi một đạo thanh hồng trên không trung xoay tròn đem tất cả thi thể hắc linh nhân hút vào thanh quang chợt lóe kinh hồng xuất hiện bên cạnh đám người bạch bích lần nữa hiện ra thân hình hàn lấp tiếp tục lên đường phảng phất tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua hàn lập lạnh nhạt nói sắc mặt ba người lôi lan có chút trắng bệch nhưng không tự chủ được liên tục gật đầu nửa ngày sau đám người hàn lập xuất hiện trên khoảng không của một vùng đất xa lạ phía trước không xa là một vùng rừng rậm thấp hơn phân nửa cây trong rừng chỉ cao không quá ba bốn trượng lá cây màu vàng nhạt tản ra một loại tinh khí lãnh đạm đoàn người đang đứng ở phía bìa rừng hàn lập đứng phía trước đoàn người vẻ mặt trầm ngâm nhìn khu rừng không nói gì đám người bạch bích không biết vô tình hay cố ý tất cả đều đứng phía sau cách hàn lập vài trượng bộ dáng không dám cùng hàn lập đứng ngang hàng ánh mắt nhìn về phía hàn lập còn mang theo một chút kính sợ lại nói tiếp hàn lập biểu diễn trước mặt ba người này dễ dàng giết chết bảy tên thánh tử hắc linh tộc khiến cho ba người lôi lan rốt cuộc thật sự biết rõ một chút thực lực của hàn lập chỉ sợ ngao thanh của thất việt tộc và phí giả của nam lũng tộc cũng không có thần thông đáng sợ như vậy cho nên đoạn đường tiếp theo khi đám người lôi lan đối diện với hàn lập khẩu khí cũng cung kính hơn phảng phất như đối mặt với trưởng bối trong tộc không còn tâm tư nào khác có hàn lập là đồng bạn cường đại như vậy hiển nhiên lần thí luyện này không có vấn đề ta không nhìn lầm đây là do hắc ám huế khí ngưng kết thành hủ diệp thụ. Nơi đây đúng là một trong những nơi ngưng kết huế khí của tầng 2. Vận khí chúng ta không tệ, lại đúng dịp đụng phải nơi đây. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng minh diễm quả tựa hồ cũng có khả năng xuất hiện. Các ngươi định bỏ chút thời gian tìm kiếm, hay là trực tiếp chạy tới vạn đằng đạo. Hàn lập rốt cục mở miệng, thanh âm chậm rãi nói. Hàn huynh, hủ diệp lâm này cũng không quá lớn, mặc dù thần niệm bị áp chế, nhưng cũng có thể lục soát toàn bộ trong nửa ngày. Ba người Trần chờ nhìn nhau một cái, sau đó Bạch Bích cung kính trả lời. "Ô, ta đã hiểu ý của các ngươi, mất nửa ngày, đích thật cũng không sao, như vậy thì cứ dừng lại đây một chút." Hàn Lập cũng biết là không có vấn đề liền tùy ý gật đầu. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, đám người lôi lan cảm thấy vui mừng. Nếu có thể tại nơi này tìm được minh diễm quả thì hiển nhiên là tốt hơn nhiều so với mạo hiểm đi vào tầng 3. Lúc này ba người thương lượng một chút, sau đó tần Hiểu vung tay lên, thả ra mười mấy tích dịch khôi lỗi điều khiển chún hướng về một phía bay đi, cuối cùng biến mất trong rừng rậm. Lôi lan và bạch bích tựa hồ cũng đã sớm có chuẩn bị. Lôi lan nâng tay lấy ra một ngọc hạp màu trắng, trong miệng lẩm bẩm, ngọc hạp bay lên, từ trong đó bay ra hơn 10 phi nghĩ, ngân quang thiểm động, liền hướng một phương hướng khác mà bay đi. Mà bạch bích thì vỗ hai cánh, trên người bắn ra mười mấy kim sắc tiểu xà, ngón tay chỉ một cái, tất cả tiểu xà đều chui vào mặt đất, biến mất không thấy. Tiếp theo ba người khoanh chân ngồi giữa không trung, tự mình thi triển bí thuật điều khiển khôi lỗi, linh thú, linh trùng, bắt đầu tiến hành lục soát khu rừng thấp này. Hàn lập huyền phù bất động giữa không trung, tựa hồ không có ý định nhúng tay vào. Thời gian trôi qua, sau mấy canh giờ, đám người lôi lan đã lục soát hơn phân nửa khu rừng nhưng vẫn chưa có thu hoạch, mà thời gian càng dài thì càng tổn hao thần niệm, do đó sắc mặt ba người có chút trắng bệnh. Hàn lập đang chắp tay sau lưng đột nhiên nhíu mày, nhìn về một hướng nào đó trên trời, mặt hiện lên một tia kinh nghi. Mới vừa rồi, hắn từ hướng kia dường như cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ cường đại nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất khiến hắn không khỏi hoài nghi mình có cảm ứng sai hay không ánh mắt chấp động hắn đang tự đánh giá có nên qua đó dò xét cẩn thận hay không thì đột nhiên một tiếng thét kinh hãi phát ra từ miệng lôi lan bộ dáng nàng mừng như điên thế nào rồi thật sự tìm được minh diễm quả sao hàn lập nhất thời bỏ qua chuyện vừa rồi cảm thấy có vài phần ngoài ý muốn xoay đầu lại hỏi không sai ta thật sự tìm được minh diễm thụ hơn nữa lại có sáu quả, bộ dáng đã thành thục hơn phân nửa. Lôi Lan mở đôi mắt đẹp ra, không thể che giấu sự hưng phấn, nói. Lôi sư muội, ngươi không nhìn lầm chứ, thật sự là minh diễm quả sao. Bạch Bích nghe vậy, cũng bất chấp điều khiển linh xà của mình, mạnh mẽ kìm nén chống ngực mà hỏi. Không sai, điệu uyên này không hề ít những quả giống với minh diễm quả. Lôi sư muội, ngươi nhìn cẩn thận một chút, tần hiểu nói, nữ tử này đồng dạng cũng bất chấp khôi lỗi của mình không có khả năng nhìn nhầm, mặc dù đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vật ấy, nhưng vô luận là cây hay quả cũng đều giống y như trên biển tịch lôi lan lắc đầu, hết sức khẳng định nói, được rồi, hãy đi phân biệt thật giả một chút. nếu như thật sự không có vấn đề thì chúng ta không cần đi đến tầng 3. Hàn lập có vẻ hết sức bình tĩnh nói, nguyên bổn tầng 2 cũng có khả năng tồn tại minh diếm quả, chỉ là tỷ lệ không cao mà thôi. hôm nay bọn họ tìm được thì cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. âm, uhm, ta sẽ dẫn đường. Lôi lan mừng rỡ đáp ứng một tiếng, ngồi dậy, ngay cả khi cố gắng bình tĩnh thì cũng không thể giấu nổi sự hưng phấn trong ánh mắt. Dưới sự dẫn đường của lôi lan, đám người toàn lực phi độn chỉ một lát sau đã xuất hiện tại một chỗ sâu trong rừng, mặt đất bị một tầng hôi khí bao phủ. Chính là chỗ này, gần đây có một thủy đàm, mình diễm thụ ở bên cạnh thủy đàm. Lôi lan lao xuống phía dưới chỉ điểm, không chút trần chờ nói. Trường 1455, Huyết Hà Minh Trâm Trừ lớp dưới cùng của vũ khí, Lam mang trong mắt hàn lập thiểm động, trong nháy mắt đã xem rõ tất cả tình hình. Tay áo hắn rung lên, một cổ cuồng phong tuôn ra, thổi đến vũ khí làm nó tan ra hơn phân nửa. Cảnh sát phía dưới trở nên mơ hồ, có thể nhìn thấy được. Phía dưới quả nhiên có một thủy đàm không lớn, diện tích chỉ có hơn trăm trượng mà thôi, bất quá cách thủy đàm hơn 10 trượng lại có những cây cối thấp lùn không đồng nhất, một nửa trong số đó lại khác với hủ diệp thụ xung quanh. Những cây này toàn thân màu hắc lục, trên cành lại có một loại quả lớn màu đen kỳ quái mặt ngoài những quả này cực kỳ thô có vô số vết nứt nhỏ bên trong lại mơ hồ có hắc khí lưu động hai mắt hàn lập híp lại nhớ lại một hồi quả nhiên là giống hoàn toàn với minh diễm quả ghi trong biển tịch không riêng hàn lập những người khác khi thấy mấy quả này trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười lôi sư muội nói không sai đích thật là minh diễm quả bạch bích mừng rỡ nói đem những quả thành thục hái xuống tựa hồ đủ để chúng ta phân chia hàn lập lại nhìn kỹ vài lần sau đó mới chậm rãi nói ánh mắt thủy chung vẫn không vội vàng nếu xích dung tộc nghĩ rằng muốn mai phục chúng ta tại tầng 3 thì cứ để cho bọn chúng tiếp tục chờ đi lôi lan cũng nói đùa hiển nhiên nàng cực kỳ vui vẻ tần hiểu hiển nhiên cũng cực kỳ cao hứng ngay lúc mọi người định hạ xuống hái quả thì đột nhiên sắc mặt hàn lập trầm xuống không quay đầu lại phất tay lên nhắm vào hư không nào đó phía sau lưng ấn một cái ầm um, một ngũ sắc đại thủ hiện ra khôn chút khách khí đánh mạnh một chảo một màn khó tin xuất hiện Nguyên bản hư không trống trơn, đột nhiên chợt lóe huyết quang, một huyết sắc đại thủ cũng đồng dạng hiện ra nghênh đón. Âm một tiếng, ngũ sắc quang diếm cùng huyết quang giao nhau, lại chợt lóe rồi cùng biến mất. Di, có chút hy tứ, hai tiếng thở nhẹ hoàn toàn khác nhau, cùng phát ra. Người phát ra tiếng gì đúng là hàn lập, còn chỗ huyết sắc đại thủ kia thì lại hiện ra một đoàn huyết vụ. Bên trong xương ngủ mơ hồ có một nhân ảnh cao lớn. Các hạ là người phương nào, tại sao lại ẩn núp? Hàn Lập nhìn chằm chằm vào huyết vụ, lạnh nhạt nói. Một gã linh tương kỳ cũng có thể phát hiện được ta, xem ra quả nhiên có chút vấn đề. Nhân ảnh trong huyết vụ truyền ra một trận cười quái dị, phảng phất như tự nói với bản thân. Các ngươi đi xuống hái minh diễm quả, người này giao cho ta. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, đứng một bên khoát tay phân phó cho ba người lôi lan. Vâng, tuân mệnh, Hàn Huynh yên tâm, ba người lôi lan mặc dù không thể nhìn thấy thực lực của nhân ảnh trong huyết vụ, nhưng thấy bộ dáng hàn lập ngưng trọng như vậy thì trong lòng không khỏi thấp thỏm vội vàng đáp sau đó ba người cùng nhau độn quang lao xuống chỗ minh diễm quả như thế nào các ngươi cảm thấy hứng thú với quả bên dưới sao hắc hắc chúng nó mặc dù không phải đố tốt gì nhưng cũng không phải dễ dàng đoạt lấy như vậy nhân ảnh trong huyết vụ đảo qua đám người lôi lan ngữ khí kỳ quái nói một câu hàn lập dùng mình thần niệm vừa động lập tức đã muốn mở miệng nhắc nhở ba người bạch bích nhưng đã trễ phía dưới sau khi vang lên một tiếng nổ thì thủy đàm chợt nổi sóng, tiếp theo có vài xúc tua từ bên dưới rẽ nước hiện ra, đồng thời vô số thủy tiễn bắn lên. Đám người bạch bích vừa lao xuống thủy đàm, thấy cảnh này liền kinh hãi. Minh diễm quả ở phía sau, nên không thể trốn tránh, ba người bất đắc dĩ chỉ có thể thi triển thần thông, đón đỡ đòn tấn công này. Một người trà sát hai tay, thả ra một đạo ngân hồ, một người thì trước người chấp lóe vô số kim ti, mà tần hiểu thì há miệng phun ra một phiến lục sắc quang hà. Ba loại thần thông hợp cùng nhau, nhất thời đánh tới xúc tu và thủy tiễn. Oanh long long, thân hình ba người lôi lan dưới sự chấn động không nhịn được thụt lùi vài bước. Mà mấy xúc tu dưới sự công kích kia cũng tan ra từng mảnh, huyết nhục mơ hồ bắn ra. Từ trong thủy đàm truyền đến tiếng giống to thốn khổ, lập tức sóng nước cuồn cuộn, một yêu vật phảng phất như hạt sắc trương ngư từ dưới nước trồi lên, cặp mắt xanh biếc trừng to, dương nanh múa vuốt, huy động những xúc tu còn lại, mỗi một cái đều cao mười trượng, làm người ta hoảng sợ. Đầu của yêu vật này cực lớn và dài, lông rậm rạp màu lam, xúc tu mỗi khi huy động đều phát ra tiếng xé gió. Càng làm cho đám người Lôi Lan cảm thấy buồn bực chính là những xúc tu kia sau khi hiện lên một trận lam quang thì vết thương trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Yêu vật này khôn có ý dừng tay, sớm đã xem xét kỹ địa bàn gần thủy đàm của nó, giống to lên một tiếng điên cuồng, mấy xúc tu bỗng phát ra lam quang, đánh thẳng đến ba người. Đám người Lôi Lan vì minh diễm quả, căn bản sẽ không thối lui. Đồng dạng đều quát khẽ, thi triển thần thông đón đỡ. Nhất thời tiếng lôi minh bạo liệt liên miên không dứt, ba người và Bạch Tuộc Lâm vào tranh đấu. Bên kia, Hàn Lập thu ánh mắt từ Thủy Đàm về, mặt không biểu tình. Yêu vật kia tuy hung mãnh, nhưng nếu kéo dài thời gian thì tuyệt đối không phải là đối thủ của ba thánh tử bọn Lôi Lan, mà trước mắt này thì lại là một gã đại địch, phải cẩn thận ứng phó. Quan hệ giữa ngươi và huyết quỷ khôi lỗi lúc trước là gì? Hàn Lập nhìn chằm chằm tên đối diện, đột nhiên nói. Hắc hắc Huyết Khôi lỗi, nói như vậy thì huyết lão quái đã phái người đến, chúng nó hẳn là đã bị ngươi tiêu diệt rồi. Tốt, tốt lắm, xem ra chuyến đi này của ta cũng đáng giá. Từ trong huyết ảnh truyền đến một trận cười lạnh, căn bản không trả lời vấn đề của Hàn Lập. Hàn Lập nhướng mày, phi kiếm trong cơ thể muốn xuất ra ngoài. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ phía đối diện vang lên một tiếng xé gió, làm cho hai tai của hắn hơi đau. Hàn Lập hoảng hốt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cuồng phong thổi tới một bộ huyết châm từ trong hư không gần đó bắn nhanh ra, đã đến trên chán Hàn Lập. Gần như thế, Hàn Lập căn bản không thể phản ứng được gì. Chỉ thấy tia máu chợt lóe, huyết châm quỷ dị đâm vào mặt Hàn Lập. Nhân ảnh trong huyết vụ nhếch miệng, nhe răng ra cười. Thần thông này đã giúp hắn đánh chết không biết bao nhiêu cường địch, chưa bao giờ thất thủ. Keng, một tiếng kim loại vang lên, tế châm phẳng phất chạm phải vật cứng, bị bắn ngược trở lại. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, cánh tay huy động về phía trước, bắt lấy huyết châm mà nhân ảnh trong huyết phụ lại dừng cười thân thể ngươi có thể ngăn cản huyết hà minh châm của ta nhân ảnh trong huyết phụ tựa hồ vẫn có chút khó tin nhưng hàn lập không nói lời nào chỉ là chậm rãi mở năm ngón tay ra chỉ thấy huyết châm trong lòng bàn tay cửa quậy không thôi phảng phất như vật sống nhưng trong lòng bàn tay hiện lên ngũ sắc quang diễm làm cho châm này căn bản không thể rời đi sắc mặt hàn lập rất khó coi thậm chí có chút xanh mét một hàn khí cực lạnh xoay quanh tim Lần này đối phương đột nhiên đánh lén, thật sự đã làm cho hắn cảm giác được vừa từ quỷ môn quan trở về. Nếu không phải thân thể hắn cường đại vượt xa yêu thú cung cấp, vô luận là da hay xương cũng cứng như pháp bảo, thì đã đi đời nhà ma rồi. Nhưng cứ như vậy, cũng đã dọa hắn đổ mồ hôi lạnh, loại cảm giác thoáng trải qua sinh tử này đã nhiều năm rồi hắn vẫn chưa gặp lại. Nhân ảnh trong huyết vụ cũng kinh hãi không kém hàn lập. Đối thủ có thân thể cường đại đến độ này, thật đúng là không nghe nói qua mấy người hắn không khỏi hoài nghi Hàn Lập có phải là phi linh nhân hay không, hay là yêu vật có thân thể cường đại biến thành. Sắc mặt hắn cũng đồng dạng có chút âm tình bất định. Đúng lúc này, Hàn Lập chậm rãi giơ tay lên, trong mắt chợt lóe dị mang, đột nhiên phát ra một tiếng hử lạnh. Nhân ảnh trong huyết vụ chỉ cảm thấy trong não ầm một tiếng. Phảng phất như bị người ta dùng tiêm trùy dùng sức đâm vào, bỗng nhiều đau nhức dị thường. Ngay cả thần thức nhân ảnh cường đại vượt xa yêu vật cùng cấp, nhưng vẫn không khỏi thống khổ, thân hình lung lay một chút, cơ hồ gặp người dến tận thắt lưng. Mà đúng lúc đó, một tia cảm ứng còn sót lại của hắn cảm nhận được một luồng gió nhẹ phía sau, tiếp theo một cổ hàn ý đột nhiên kéo tới. Nhân ảnh kinh hãi, muốn tránh nhưng thần niệm bị đau nhức nên động tác chậm chạp vô cùng, căn bản khôn kịp tránh né. Nó chỉ có thể quát khẽ một tiếng, huyết quang trên người bỗng nhiên phóng đại, hiện ra một kiện thanh sắc lân giáp, chắn kỹ trước người hàn lập, đem toàn thân bảo hộ mưa gió cũng không lọt. Phốc suy một tiếng, một đạo kim sắc kim quang hung hăng đánh lên lân giáp, nhưng chỉ xâm nhập được vài tấc kim quang nội liếm hiện ra một phi kiếm ánh vàng rực rỡ đúng là thanh trúc phong vân kiếm mà huyết phụ đã lui về sau mấy trượng hàn lập thì vẻ mặt kinh ngạc đứng tại chỗ mới vừa rồi hắn phát ra kinh thần thứ liền thi triển thần thông phong lôi xí mượn phong đột hóa thành một luồng gió nhẹ thuấn di đến như tia chớp chém một kiếm về phía huyết phụ nhưng không nghĩ tới đối phương còn có thể bảo trì một tia thanh tỉnh thả ra một kiện lân giáp cổ quái chống được sự sắc bén của thanh trúc phong vân kiếm đây là chiến giáp gì mà lại chắc chắn như thế? Hàn Lập cảm thấy giật mình, muốn chết, Khi trong một lát công phu, nhân ảnh trong huyết vụ hoàn toàn khôi phục lại, mới vừa rồi một kiếm của Hàn Lập cũng khiến nó kinh sợ không thôi. Hắn xoay người lại, há miệng phun ra một đạo huyết sắc quang trụ. Nhưng Hàn Lập không có ý đón đỡ kích này, hai cánh rung lên, biến mất trong thanh bạch điện quang. Sau một khắc, chỗ ban đầu Hàn Lập đứng xuất hiện một tiếng lôi minh, hắn lần nữa xuất hiện tại đó. Sắc mặt hắn bình tĩnh như thường, phảng phất như chưa bao giờ rời khỏi đó. Lúc này, phía đối diện quát khẽ một tiếng, huyết vụ quay cuồng một trận rồi dần tán đi, hiện ra chân diện mục của nhân ảnh. Đúng là một yêu vật đầu dao, toàn thân màu đỏ. Huyết dao, đồng tử hàn lập co rụt lại, chương 1456, thiên cương huyết lôi. Nhìn thấy thân thể yêu vật đầu dao quen thuộc, hàn lập cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng trầm xuống, loại yêu vật này hắn không phải mới lần đầu tiên nhìn thấy năm đó tại loạn tinh hải ở nhân giới đã giết một gã huyết giao hóa hình cũng giống như yêu vật trước mắt bất quá huyết giao đối diện hiển nhiên không phải là yêu thú cấp tấm mà là tồn tại đáng sợ luyện hư hậu kỳ mới vừa rồi giao thủ hắn đã biết thần thông yêu vật này cực kỳ đáng sợ cũng không phải là yêu vật luyện hư kỳ bình thường tâm niệm hàn lập lưu chuyển cực nhanh âm thầm tự đánh giá nên đối phó với đại địch trước mắt như thế nào một gã linh tương kỳ mà có thể đả thương được ta đích xác rất cổ quái trách không được chủ nhân lại dặn dò cẩn thân Huyết Giao nhìn Hàn Lập, lạnh lùng nói: "Chủ nhân, Hàn Lập nghe thấy thế thì dùng mình, Huyết Giao trước mắt đã là luyện hư hậu kỳ, chẳng lẽ chủ nhân của nó là cự yêu hợp thể kỳ? Mà loại tồn tại này trong biệu Huyên sao lại theo dõi mình, hắn chỉ mới lần đầu tiên đến đây." Trong lòng Hàn Lập nghi hoặc, sắc mặt âm trầm, "Nếu tiếp theo ngươi có thể tiếp đỡ được một kích này, thì bổn đại nhân lập tức rời đi, tha cho ngươi một con đường sống." Trong mắt Huyết Giao hiện lên một tia quỷ dị, đột nhiên tựa cười mà không cười, nói: Tiếp theo yêu vật này mặc kệ Hàn Lập đang ngạc nhiên, hai tay bắt quyết, huyết quang trên người chợt lóe, một tảng lớn huyết quang xoay tròn. Huyết phụ gần đó, nguyên bổn đã tán đi lại lần nữa hiện ra, sau khi quay tròn một trận thì bao phủ thân hình huyết giao vào trong. Từ trong huyết phụ truyền ra tiếng chú ngữ cổ quái, trên trời cao nhất thời hiện ra một đám huyết phân lớn, trong huyết phân truyền ra từng tiếng sét đánh, từng tia chớp hiện ra. Đây là thần thông gì? Hàn Lập ngẩn ra, mặc dù tia chớp trong huyết phân chưa hạ xuống, nhưng hắn đã cảm thấy không ổn. Không hề suy nghĩ thêm, hắn điểm lên đầu, một mảnh hôi quang hà bay ra, hình thành một tầng hôi mạc bảo vệ trên đỉnh đầu. Tiếp theo thanh quang chợt lóe trên thiên linh cái, một tiểu đỉnh màu xanh hiện ra, từ đó phun ra vô số thanh thi, một thanh sắc cử võng xuất hiện bên dưới hôi mạc. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, thân hình hàn lập xoay tròn, 72 phi kiếm bắn ra, huyễn hóa thành từng đạo kiếm ảnh không ngừng xoay quanh bốn phía thân thể. Kim ngân sắc lồi bào chen người cũng bay ra, biến thành một phiến kim ngân phù văn, phiêu phù bất định. Mặt khác hắc khí quay cuồng, một kiện hắc sát sát giáp cũng hiện ra trên người Hàn Lập, trong nháy mắt hắn đã bày ra năm tầng phòng hộ, mưa gió cũng không lọt. Mà Hàn Lập lại nhấc tay, một tay chợt lóe hắc ảnh, một hư ảnh tiểu sơn thoáng hiện, mặt khác năm ngón tay kia phất một cái, năm cái bạch cốt khô lâu khi ẩn khi hiện, ngũ sắc quang diễm lưu chuyển bất định. Xa xa, huyết giao thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh, không hề có nửa điểm trần chờ, vội vàng vận chuyển tinh huyết toàn thân, giơ tay điểm một cái vào huyết phân trên không trung. Trong huyết phân chợt lóe ra huyết quang, chín đạo huyết điện hung hăng đánh xuống, sau khi chợt lóe lên thì chia làm ba lượt trước sau đánh xuống khoảng không trên đỉnh đầu Hàn Lập. Lượt huyết điện thứ nhất đến trước, hung hăng đánh lên hôi sắc quang mạc. Ngay cả nguyên từ thần quang thần diệu vạn phần, nhưng khi tiếp xúc với hai đạo huyết sắc thiểm điện thì cùng biến mất tại hư không. Sau một khắc, ba đạo thứ hai đã đánh xuống, chỉ thấy vang lên tiếng oanh long long, thanh sắc ti võng dễ dàng bị phá rách, Huyết điện đánh lên trên kiếm ảnh. Một màn quỷ dị xuất hiện, 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm biến thành phòng hộ, phảng phất như hư ảo, không có chút tác dụng. Huyết điện trực tiếp xuyên thủng lọt qua, trực tiếp đánh lên kim ngân phù văn trên lôi bào. Một tiếng lôi minh kinh thiên động địa truyền ra, phù văn bao vây lấy lôi quang, đè ép huyết sắc thiểm điện. Ba đạo thiểm điện phảng phất như ba con huyết xà, liều mạng hướng phía dưới chui đi, nhưng kim ngân sắc lôi quang cũng không yếu thế, bộc phát ra tiếng oanh minh kinh người hiển nhiên uy lực của huyết điện lớn hơn một chút tam sắc lôi quang sau khi cuồng thiểm vài cái thì kim ngân lôi quang vỡ vụn ba đạo huyết điện lần nữa đánh xuống sát giáp trên người hàn lập hai âm thanh trầm muộn phát ra hàn lập khổ tâm bày ra năm tầng phòng ngự chỉ trong nháy mắt đều bị kích phá mà lúc này bốn đạo huyết điện cuối cùng đã đánh xuống sắc mặt hàn lập trầm xuống không thấy có bất cứ động tác gì nhưng kim quang trên người đại phóng một hư ảnh ba đầu sáu tay hiện lên hiện ra sáu kim sắc thủ tí, trực tiếp nghênh đón bốn đạo huyết điện trên không trung. Ngay cả khi phạm thánh chân ma pháp chỉ là hư ảnh thì cũng vượt xa sự tưởng tượng, sáu cánh tay huy động, hóa thành sáu đạo kim quang mơ hồ. Bốn đạo huyết quang chợt lóe, đánh lên kim quang, hai bên chạm nhau, chỉ nhiên lại không phát ra tiếng động nào. Hai đạo huyết quang chợt lóe lên rồi biến mất cùng sáu đoàn kim quang. Hai đạo còn lại thì không bị tổn hại, đánh thẳng xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Thân hình Hàn Lập thoáng lên một cái, hiện ra hai cánh tay khác, dơ thẳng lên trời đánh hai quyền về phía hai đạo huyết điện. Quyền chưa chạm vào huyết điện thì đã huyễn hóa ra quyền ảnh thật lớn. Đột nhiên ngũ sắc quang diễm lưu chuyển không ngừng, đồng thời phát ra quyền áp cực lớn, phảng phất đè nén cả không khí xung quanh. Âm âm, quang mang chiếu xuống, trường bào trên hai tay của Hàn Lập trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lộ ra làn da ánh vàng rực rỡ. Mà quyền ảnh cùng tia chớp trong tiếng bạo liệt đều đồng thời hóa thành cho bụi. Hàn Lập từ trên không trung rơi xuống, nhưng lập tức đứng thẳng người, nhìn huyết dao phía xa. Ánh mắt băng hàn dị thường, dường như không chút tổn thương. Huyết dao trong huyết vụ hút một ngụm lương khí, không có cách nào che giấu sự hoảng sợ trong mắt. Lúc này, huyết phân trên trời sau khi phóng ra tia chớp thì phảng phất như đã hao hết năng lượng, chỉ một lát đã tan rã. Ngươi lại có thể tiếp được 12 thành thiên cương huyết lôi của ta. Bất quá ta còn chưa chính thức tu luyện thần thông này thành công, chỉ cần tu vi ta cao hơn một tầng, đồng thời khu xử bốn đợt huyết lôi thì bất luận thế nào, người cũng không có khả năng đỡ được. Mặc dù huyết giao vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn có chút không cam lòng, trầm giọng nói. Hàn lập nghe xong thì la mang trong mắt chấp động, không đáp lời, thân hình đột nhiên thoáng một cái, biến mất trong làn gió nhẹ. Sau một khắc, huyết vụ trên trời nổi lên cuồng phong, thân hình hàn lập quỷ dị hiện ra theo gió, đồng thời hơn 10 đạo kim sắc kiếm quang như cuồng phong bạo vũ, chém nhanh xuống. Kiếm khí tung hoành, hư không gần đó cũng rung động từng đợt, từng đạo bạch ngân giao nhau thoáng hiện ra, trong nháy mắt đã đem huyết vụ bao phủ vào trong kiếm khí. Nhiều kiếm khí như vậy, thân ảnh bên trong mơ hồ bị chém ra thành vô số mảnh nhỏ, nhưng sau khi huyết vụ tán đi thì chỗ đó cũng trống trơn, không hề thấy thi thể huyết giao. Hàn lập có chút ngẩn ra, sau khi đảo qua khắp nơi thì tiếng cuồng tiếu của huyết giao đột nhiên truyền đến từ trên trời cao hơn trăm trượng. Người đã tiếp được thiên cương huyết lôi, huyết mẫu hiển nhiên sẽ không mạo hiểm cùng ngươi tranh đấu. Nhưng nếu ta trở về bẩm lại việc này thì chủ nhân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú lớn đối với các hạ. Âm, lần sau ta và ngươi sẽ không gặp nhau quá lâu. Hàn Lập vội vàng quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy chỗ phát ra thanh âm, không gian ba động, một đạo huyết ảnh chợt lóe, lập tức huyết quang nổi lên, hóa thành một đạo huyết hồng bắn nhanh ra. Cũng không biết huyết sao thi triển độn thuật quỷ dị gì, mà huyết hồng dĩ nhiên lại phi độn trong khi thi triển xúc địa thuật. Độn quang nhìn như bình thường, nhưng sau mỗi lần chấp động thì huyết hồng đã ở xa hơn trăm trượng chỉ sau mấy lần chớp động đã bay đến cuối chân trời sau khi lóe lên lần nữa thì biến mất vô ảnh vô tung loại tốc độ này cho dù hàn lập toàn lực phát động phong lôi xí thì cũng không thể đuổi kịp trên mặt hàn lập hiện lên một tia kinh nghi thân hình phiêu phủ giữa không trung nhưng cuối cùng lại không truy đuổi một hồi lâu hắn nhấc tay lên đặt trước mắt mình chỉ thấy nguyên bổn hai bàn tay trắng nõn đã hiện lên một phiến màu đen mơ hồ có mùi cay cay ánh mắt hàn lập chớp động trầm mặc không nói Huyết dao này tuyệt đối là đệ nhất trong luyện hư kỳ. Muốn cùng đối phương sinh tử một hồi thì ngay cả hắn có kim trùng cùng sát thủ cương, phần thắng cũng chỉ có 7 thành. Thần thông thiên cương huyết lôi của đối phương thật sự có uy lực rất lớn, hơn nữa thực lực của bảo vật tựa hồ không thể phòng ngự được. Nếu không thì khi nãy lúc bị đối phương công kích, thanh trúc phong vân kiếm sẽ không phải không có chút tác dụng nào như vậy. Hơn nữa theo lời đối phương nói, thần thông kinh người này hắn còn chưa luyện thành, điều này không khỏi khiến Hàn Lập cảm thấy khó quyết định. Bất quá điều khiến Hàn Lập biến sắc chính là chủ nhân mà huyết giao đề cập, không cần phải nói nhiều, tồn tại bực này căn bản không phải hiện tại hắn có thể đối kháng. Mặc dù Hàn Lập cảm thấy nghi hoặc, nhưng mình khi nào lại đụng chạm loại địch nhân đáng sợ như vậy. Nhưng hiện tại không phải lúc nhàn rỗi mà suy nghĩ, phải trở về mặt đất mới được. Chỉ có trở lên mặt đất, có trưởng lão phi linh tộc thì mấy tên đại địch này không có cách nào bắt được hắn. Trong nháy mắt Hàn Lập đã nghĩ ra được kế hay nhất. Lúc này hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua cửa đại trương ngự đang khiêu chiến với ba người lôi lan. Hàn quang trong mắt chợt lóe, liền hóa thành một đạo kim hồng bắn nhanh xuống. Trương ngư đang miễn cưỡng ngăn chặn ba người lôi lan thì chỉ cảm thấy kim quang trước mắt chợt lóe, tiếp theo vô số đạo kiếm khí từ không trung bắn xuống. Nguyên bổn thân hình vô cùng to lớn của trương ngư chỉ trong nháy mắt đã bị chảm thành vô số đoạn. Một cổ máu tanh lập tức tản ra khắp nơi, kim quang thu lại, thân hình hàn lập hiện ra, sau khi đảo qua ba người lôi lan thì lạnh nhạt nói, cho các người 30 giây hái minh diễm quả xuống, sau đó lập tức theo ta trở lên mặt đất. Vượt qua thời gian này, ta sẽ không chờ bất cứ một ai. Hàn Lập nói không chút cảm tình, chương 1457, bỏ chạy. Nghe được lời nói Hàn Lập lãnh khốc như thế, ba người lôi lan hiển nhiên sẽ không phản đối. Dưới sự kinh ngạc, bọn họ không dám chỉ hoãn liền bay đến dưới minh diễm thụ, mỗi người xuất ra một cái mộc hạp, đem vài quả minh diễm quả thành thục hái xuống. Trong đó Tần Hiểu lại càng nhu thuận, sau khi lấy một quả thì hai tay đem một hạp dâng cho Hàn Lập. Hàn Lập không khách khí, tay áo phất một cái, thanh hà quét qua, một hạp liền biến mất. Lúc này hai người lôi lan và bạch bích cũng phân biệt lấy được minh diễm quả, đã về tới gần đó. Đi thôi, trên đường không được dừng lại, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở lên mặt đất. Hàn Lập trầm giọng nói một câu, thanh quang trên người trượt lóe hóa thành một đạo thanh hồng bay lên trời. Hắn ngay cả một câu cũng không muốn nói nhiều. Đám người bạch bích tuy không biết vì sao Hàn Lập nóng lòng đi như thế, nhưng việc này hơn phân nửa là liên quan đến huyết giao, ngay cả Hàn Lập thâm sâu khó lường mà cũng có bộ dáng như vậy, điều này làm bọn họ càng thêm bất an. Không dám trì hoãn, đám người lôi lan thúc dục độn quang, bám sát theo sau. Trong nháy mắt, đám người đã phá không đi xa. Hai ngày sau, tại tầng ba địa uyên, hắc ảnh nữ tử vẫn đang chống cằm, tựa hồ trầm ngâm điều gì. Giờ phút này trong đại điện, ngoại trừ hai thị nữ mặc áo xanh thì khôn còn ai khác. Đột nhiên một đạo huyết quang bên ngoài cửa bắn nhanh đến, sau khi quang mang thu lại, hiện ra huyết giao đang nửa quỳ nửa ngồi trong đại điện. Đúng là huyết giao vừa mới giao thủ với Hàn Lập, bái kiến chủ nhân, huyết giao nói, người đấy à, chuyện như thế nào rồi, có giết chết người kia, mang tinh hồn về không? Ánh mắt nữ tử đảo qua người huyết giao, lạnh nhạt nói. Khởi bẩm chủ nhân, huyết độc bất tài, không giết được những người đó. Huyết độc cúi đầu trả lời, ô, nói như vậy những tên kia thật sự có chuyện nữ tử không tức giận, ngược lại cảm thấy có chút hứng thú. Đúng vậy, chủ nhân, đám người đó chỉ là một đám linh tương kỳ bình thường, nhưng một người trong đó lại lấy tu vi linh tương kỳ, đón đỡ người thành thiên cương huyết lôi của tiểu nhân, hơn nữa thân thể đỡ được một kích của huyết hà minh châm, khiến nó bắn ngược trở lại. Lúc trước chủ nhân đã dặn dò nếu thấy có gì không thỏa đáng phải lập tức quay về bẩm báo, cho nên tiểu nhân một kích không thành, liền trở về phục mệnh. Huyết độc nói rõ ràng, có thể đỡ được thiên cương huyết lôi, thân thể làm huyết hà minh châm bắn ngược trở lại. Hắc ảnh trên kim hoa lầm bẩm mặc dù bản thân đã sớm nghe được một chút tin tức, nhưng khi được chính huyết giao nói ra thì cũng có chút kinh ngạc. Không sai, không riêng gì việc đó, độn thuật của người này cũng cực kỳ kinh người, và còn có thêm vài loại đại thần thông khác, cho dù tiểu nhân toàn lực chiến đấu thì phần thua vẫn là nhiều hơn. Huyết giao trần chờ một chút, rồi nói thêm, chuyện khác không nói, thế gian này thần thông hàng vạn hàng nghìn, vài người thần thông nghịch thiên, có thể tiếp được thiên cương huyết lôi của ngươi cũng không tính là chuyện ngạc nhiên. Nhưng lấy tu vi linh tương kỳ lại có thể dùng thân thể bắn ngược minh hà thần châm của ngươi thì đúng là rất lạ. Điều này nói rõ ràng thân thể người này đã mạnh đến cực điểm, đúng là huyết thực tốt nhất để cung tế. Tốt lắm, chúng ta cần phải có ba cực phẩm huyết thực, bây giờ bất quá chỉ tìm được một cái. Ta còn đang lo lắng đây, nữ tử nói lời này hiển nhiên có chút vui mừng, ý chủ nhân là, hiển nhiên là bổn tôn tự mình ra tay bắt kẻ đó về, dùng để huyết tế. Khẩu khí nữ tử trở nên âm trầm, nhưng chủ nhân, người này cũng là người mà huyết đại nhân muốn. Huyết sao không nhịn được nói, thật ra huyết lão quái đã sớm biết việc này, mà trên thực tế hắn chỉ muốn âm hồn của bọn chúng, hơn phần nữa là cùng với âm huyền quỷ phiền giao dịch gì đó. Ta chỉ muốn thân thể của người này, cũng không có xảy ra xung đột gì, khỏi cần lo. Nữ tử lạnh giọng nói, đoán ra bảy tám phần mục đích của huyết bào nhân. Chủ nhân anh Minh, huyết giao có chút chợt hiểu, việc này không nên chậm trễ, tại ta sẽ đuổi theo, huyết độc, người cũng theo ta truyền tống đến tầng 2, đuổi theo người này. Nữ tử phân phó, tuân mệnh, huyết giao cung kính đáp, liền đứng lên, hắc ảnh trên kim sắc cử hoa chợt lóe nữ tử mang theo hắc quang mơ hồ, quỷ mị đứng dậy. Nàng bắt quyết, miệng lẩm bẩm nhất thời một mảnh hắc sắc quang hà từ trên người phun ra, trong nháy mắt đem hai người bao phủ vào trong. Sau một cái chấp động, hai người đã biến mất trong hắc hà. Bên kia, dưới sự thúc giục toàn lực của Hàn Lập, đám người lôi lan chỉ mất một ngày phi đột, đã đi được thời gian bằng mấy ngày trước kia, nhưng hiện tại vẫn không ngừng cuồng đột. Cũng may một số yêu thú cùng nguy hiểm trên đường đã sớm càn quét qua, cho nên đoạn đường này cũng không cần lo lắng gì nhiều. Nhưng cứ như vậy, cường độ liên tục ngày đêm như thế, cho dù là bọn Bạch Bích cũng cảm thấy ăn không tiêu, nhưng ba người nhìn thấy độn quang của Hàn Lập vẫn như trước, mặt vẫn trầm như nước thì trong lòng cũng không dám có chút oán giận, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Lại một ngày nữa trôi qua, sau khi xoát hiện tại chiều trạch thì đã mơ hồ thấy lối ra tầng 2. Trong lòng Hàn Lập hơi có chút thả lỏng, nhẹ thở ra một hơi, không chút do so dự mang ba người tiến vào trong. Nửa ngày sau, đám người Hàn Lập đã đứng tại sơn cốc tầng 1. Lúc này Hàn Lập lại ra quyết định khiến đám người lôi lan cảm thấy ngạc nhiên. Tiếp theo chúng ta sẽ tách nhau ra, mấy người các ngươi cũng không muốn cùng một chỗ, cùng trở về mặt đất chứ ra đến sơn cốc hàn lập im lặng một chút rồi đột nhiên lạnh lùng nói cái gì tách ra hàn huynh đây là vì sao bạch bích cả kinh sắc mặt lôi lan và tần hiểu cũng chợt biến sự tình đến lúc này ta cũng không gạt các ngươi chúng ta có thể đã bị một gã yêu vương tại địa uyên nhìn chúng cho dù ta có chút thần thông cũng không thể là đối thủ của tồn tại bực này mặc dù không biết khi nào đối phương đuổi kịp chúng ta nhưng tách ra thì đối phương hơn phân nửa sẽ chỉ đuổi theo ta, tỷ lệ các ngươi trở về mặt đất lớn hơn một ít. Mà ta cũng không có vướng mắc gì, tại tầng một toàn lực phi độn. Tại tầng một thì hẳn là có rất ít thứ có thể tạo thành uy hiếp cho các ngươi. Sắc mặt Hàn Lập vẫn âm trầm, nhưng đã giải thích hai câu. Tồn tại cấp yêu vương, loại tồn tại đáng sợ này như thế nào lại nhìn chúng chúng ta? Hàn Huynh, người có lầm hay không? Mặt tần hiểu có chút tái nhợt nói. Ta không biết nguyên nhân, nhưng những điều cần nói đều đã nói mạng nhỏ là của các ngươi tin hay không cũng do các ngươi nhưng tốt nhất là lập tức chia nhau chạy trốn nói không chừng một khắc sau đối phương sẽ lập tức đuổi tới ánh mắt hàn lập chợt lóe ba người lôi lan không khỏi nhìn nhau nhưng đúng như lời hàn lập nói mạng nhỏ là của bọn họ mặc kệ hàn lập nói thật hay giả đã như vậy thì ba người cũng chỉ có thể xem việc này là thật hơn nữa xem bộ dáng hàn lập cẩn thận như thế đích xác không hề giống nói láo sau khi Hàn Lập dẫn đầu phá không bay đi, đám người lôi lan bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm theo, chạy về hướng khác. Dựa theo lời Hàn Lập nói, nếu có thể trở lại gặp thánh thượng thì bọn họ sẽ an toàn. Một đạo thanh hồng xẹt qua một vùng hoang dã, độn tốc cực nhanh, phảng phất như tia chớp. Chỉ sau vài lần chấp động, từ chân trời đã xuất hiện ở một chỗ khác, hơn nữa cả quá trình lại vô thanh vô tức, không phát ra thanh âm nào. Cho dù yêu vật, yêu trùng bên dưới có phát hiện ra độn quang thì căn bản không thể đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thanh hồng biến mất. Trong thanh hồng đúng là Hàn Lập, đang vận chuyển linh lực toàn thân không ngừng, hai tay cầm lấy cực phẩm linh thạch cuồn cuộn bổ sung thể lực. Năm đó vạn niên linh dịch vì nhập cư trái phép đến linh giới, đã biến mất tại không gian thiết điểm. Hôm nay ngay cả cực phẩm linh thạch chân quý dị thường, nhưng vì bảo trì linh lực trong cơ thể cho nên hắn cũng bất chấp lãng phí. Lúc ở tầng thứ nhất, hắn nói với đám người lôi lan mặc dù hơn phân nửa đều là sự thật, nhưng lại che giấu một điểm đó là hắn mơ hồ cảm giác được những yêu vật kia đều là vì hắn mà tới không quá chú ý đến đám người lôi lan dưới loại tình huống này tách ra mà đi thì đám người lôi lan an toàn hơn nhiều hắn che chở hai vị thánh tử thiên bằng tộc tìm được minh diễm quả rồi lại dẫn về tầng một thì xem như đã hết sức tận tâm chuyện tiếp theo thì hắn nên vì cái mạng nhỏ của mình phi hành cho đến lúc này mặc dù hắn vẫn chưa phát hiện gần đó có cái gì khác thường xuất hiện hơn nữa khoảng cách đến lối ra cũng không xa nhưng Hàn Lập vẫn không dám có chút khinh thường. Độn quang chẳng những không chậm, mà sau khi hắn phun ra một ngụm tinh huyết, trong thanh quang mơ hồ mang theo vài tia huyết sắc. Độn tốc vì vậy mà lại nhanh thêm vài phần, đối với Hàn Lập mà nói, hao tổn một chút nguyên khí mà có thể tránh được một gã yêu vương hợp thể kỳ thì tự nhiên là hành động sáng suốt. Nhưng sau khi phi hành được nửa ngày, sắc mặt Hàn Lập trong độn quang bỗng đại biến, quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy chân trời phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một phiến hắc sắc hà quang trực tiếp cuồn cuộn bắn thẳng đến hắn. Chỉ một lần chấp động đã kéo gần khoảng cách lại còn một nửa. Sắc mặt hàn lập cực kỳ khó coi, không suy nghĩ nhiều, hai cánh sau lưng đồng thời sáng ngời, trong nháy mắt hóa thành một đạo thanh bạch tế ti bắn nhanh đi, thoáng một cái đã vọt ra ngoài trăm trượng. Giờ phút này hắn không che giấu gì nữa, đem phong lôi xí phát huy triệt để. Một tiếng ngử ừ nhẹ từ trong huyết hà truyền ra, nhưng lại truyền đến trong tai hàn lập cực kỳ rõ ràng, giống như người đang ở sát bên tai. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, cũng không quay đầu lại, cuồng dũng thúc dục hai cánh sau lưng. Thanh bạch tế ti phát ra tiếng sắc nhọn, hư không nơi độn quang đi qua đều để lại một đạo bạch ngân tinh tế, phảng phất như muốn trực tiếp xuyên thủng cả không gian gần đó. Chương 1458, Mưu đồ, quả nhiên người này có chút thần thông, nhưng nếu ta đã đuổi theo mà lại còn có thể chạy thoát thì đúng là thiên hạ chê cười. Thanh âm một nữ tử truyền ra, trong hắc sắc hà quang rõ ràng là hắc ảnh nữ tử cùng huyết độc cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì mà lại có thể truy tung chính xác hàn lập, nữ tử cười khẽ bắt quyết. Hắc sắc quang hà đang vây lấy hai người đột nhiên xoay tròn, biến thành một hắc sắc quang trận. Bên trong quang trận lưu chuyển quang mang kỳ lạ, thân hình huyết độc hơi mơ hồ, sau một khắc liền biến mất, một màn không thể hình dung hiện ra. Thanh bạch tế ti đang phi độn thì cách đó không xa, không gian đột nhiên ba động, một hắc sắc pháp trận lớn quỷ dị hiện ra. Hàn lập cả kinh, muốn dừng độn quang lại thì đã trễ. Phong lôi xí toàn lực phi độn dĩ nhiên rất nhanh, nhưng lại không có cách nào tùy tâm sử dụng khống chế độn tốc. Chỉ thấy thanh bạch tế ti lóe lên rồi đâm thẳng vào trong pháp trận. Hàn lập chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bốn phương tám hướng đều là hắc sắc quang hà, cũng có từng trận âm phong thổi đến, cả người phảng phất như tiến vào minh giới chi môn. Hàn lập hoảng sợ, không suy nghĩ nhiều, trên người phát ra một tiếng sét đánh, nhất thời vô số kim hồ bắn ra, hóa thành một kim sắc điện xà, chuyển động không ngừng. Sấm sét ầm ầm. Vô luận là hắc hà hay âm phong khi đến gần kim sắc điện hồ, tất cả đều như gặp phải khắc tinh, đều tự bạo liệt biến mất. Ích tà thần lôi, người dĩ nhiên lại tu luyện thần lôi này, bốn phương tám hướng vang lên tiếng giật mình của nữ tử. Hàn lập ngẩn ra, còn chưa biết ý của đối phương thế nào thì chợt thấy hắc hà bốn phía xoay tròn một trận, hơn nữa lại càng lúc càng nhanh. Hàn lập kinh hãi, kim hồ trên người nhất thời quay về, biến thành một kiện kim sắc lôi y bao lấy chính mình, nhưng đúng lúc này lại truyền đến tiếng cười khúc khích của nữ tử. Đạo hữu không nên kinh hoàng, thiếp thân không có gì ác ý, chỉ là muốn mời đạo hữu đến chỗ tại hạ một đoạn thời gian mà thôi. Hàn lập sao có thể thật sự nghe lời của đối phương, hai cánh sau lưng vừa động, muốn chạy trốn. Nhưng nữ tử kia tựa hồ đã sớm đoán được, đột nhiên vỗ lên hư không. Một cổ cự lực vô hình ập đến người Hàn Lập, thấy thân thể mạnh mẽ của hắn mà cũng không khỏi phải ngừng lại. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, mà chỉ trong chốc lát trì hoãn này, Hắc mang chợt lóe, thân hình ba người cùng biến mất. Sau khi Hàn Lập trải qua một trận thiên toàn địa chuyển thì trong lòng thầm kêu không tốt, vội vận chuyển đại diễn quyết, thần thức mới thanh tỉnh trở lại. Lúc này hắn mới phát giác mình đã được truyền đến một tế đàn trên đài cao, dưới chân rõ ràng là một cái truyền tống trận. Cách đó không xa, nữ tử kia vào huyết dao vẫn đứng đó không nhúc nhích, phảng phất như chưa bao giờ di động. Mà dựa theo hắc ám chi khí nồng đậm trên không, hắn xác nhận nơi này đúng là tầng 2 càng làm cho hắn ớn lạnh chính là trên đài cao còn có bảy tám gã yêu vật hình thái khác nhau mỗi tên cũng đều có bộ dáng nửa người nửa yêu tu vi không cao bộ dáng chỉ có nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ nhưng nhìn thấy kiến túc to lớn trên đài cao hắn hiển nhiên nhận ra mình đã bị đưa đến xào huyệt của yêu vật hàn lập âm thầm kêu khổ không ngừng trong lúc nhất thời cũng không dám làm ra cử động liều lĩnh gì chỉ nhìn nữ tử đối diện không nói gì hiển nhiên vị nữ tử này chính là chủ nhân của huyết giao nếu không thì sao lại có loại thần thông này nhấc tay nhấc chân là đưa được hắn đến đây trước tiên mời đạo hữu theo thiếp thân đến đại điện một chuyến hắc ảnh nữ tử cúi đầu cười thân hình vừa động liền bay đến kiến trúc phía xa huyết độc dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hàn lập một cái sau đó cũng bay theo hắc ảnh nữ tử bộ dáng không hề sợ hàn lập đào tẩu hàn lập đào qua kiến trúc ánh mắt lại nhìn lên trời cao vài lần trên mặt không khỏi hiện ra vẻ cười khổ chỉ thấy trên không trung là hôi vân ẩn ước còn có hắc sắc lôi điện thiểm động, có một cổ linh áp như ẩn như hiện, rõ ràng là có người dùng đại pháp lực hạ cấm chế, nhất thời hắn cũng không có cách bài trừ trong thời gian ngắn. Nhưng nghe nữ tử nói vậy, hình như cũng không phải lập tức hạ sát thủ, nếu đã như thế thì trước tiên cứ đi theo xem đối phương muốn gì, nếu khiến đối phương tức giận thì không hay. Hắn hiện tại không thể ngoan cố, hàn lập tự định giá xong, hơi an tâm một chút, thanh quang trên người chợt lóe hóa thành một đoàn thanh quang theo sau. Dưới sự dẫn đường của hắc ảnh nữ tử, Hàn Lập đến một tòa kiến trúc được chế từ gỗ, hắc ảnh nữ tử vào huyết giao liền đi vào trong. Ánh mắt Hàn Lập khi đảo qua trên người mấy yêu vật canh cửa thì trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Yêu vật cảnh cửa rõ ràng là mấy viên hầu thấp bé, dưới thân là hắc sắc cự linh hoa, bộ dáng như cắm thẳng vào đất. Ánh mắt hắn chợt động, lộ ra vẻ như nghĩ tới người nào đó. Hàn Lập cảm giác mình dường như đã hiểu được một chút nguyên nhân. Không hề trì hoãn, hắn hít một hơi, rời ánh mắt khỏi yêu viên, bước vào trong cửa điện. Trong đại điện trống rỗng, ngoại trừ hắc ảnh nữ tử và huyết giao thì không còn ai khác. Hai bên đại điện là hai hàng ghế sắc thẳng tắp, mà nữ tử thì đi đến một đóa kim sắc cửa hoa ngồi xuống, huyết giao thì thành thật đứng thúc thủ một bên. Người đâu, dâng trà cho khách quý, nữ tử ý bảo hàn lập ngồi xuống ghế ở gần đó, rồi vỗ nhẹ tay hai tiếng. Một lát sau, một thị nữ nghi thanh mục tú không biết từ đâu xuất hiện, trong tay nâng một cái khay trên đó đặt hai chén trà màu trắng thị nữ đưa một chén cho hàn lập chén kia thì đưa cho hắc ảnh nữ tử còn huyết dao thì không có huyết độc thần sắc vẫn như thường dường như không để ý việc này hàn lập nhìn nước trà trong tay khóe miệng co quắp một chút cũng không dám uống trong chén trà trắng noãn như ngọc kia mơ hồ tản ra một cổ tinh khí nhưng nước lại là màu đen không nói đến việc uống chỉ cần ở gần như thế cũng đã làm sắc mặt hàn lập biến đổi vài lần lấy kiến thức của hắn, trong phút chốc đã nhìn ra trong nước trà hiển nhiên có không ít vật kỳ độc, ước chừng mấy chục loại. Bất quá hắn cũng chỉ có thể phân biệt được một phần nhỏ mà thôi. Nhưng những loại độc vật hắn nhận biết được này, chỉ cần người bình thường dính một chút là sẽ chết ngay tức khắc. Ngay cả khi Hàn Lập tự tin đối với thân thể của mình thì cũng không dám dễ dàng uống trà độc. Đạo hữu yên tâm, đây là âm sát trà, là do ta dùng 81 loại kỳ độc luyện thành, trong đó một số loại hiển nhiên là kỳ độc, nhưng độc vụ lại có tác dụng hỗ trợ, không làm hại, ngược lại còn có lợi đối với thần thức. Tựa hồ nhìn ra vẻ trần chờ của Hàn Lập, nữ tử lạnh nhạt cười, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Âm sát trà, thân sắc Hàn Lập vừa động, cúi đầu nhìn cẩn thận nước trà trong tay, sau khi do dự thì cũng nhẹ giọng nói một tiếng. Lấy thần thông của đối phương, nếu muốn giết hắn thì hắn cũng không có cách chống đỡ, chỉ bằng biểu hiện tốt một chút. Mà xem bộ dáng đối phương, tựa hồ việc này cũng không cần nói dối. Nước trà vừa vào miệng thì đầu tiên là một trận kỳ khổ, xuống cổ họng thì hóa thành một đoàn kỳ nhiệt, chỉ chốc lát đã lan ra khắp kinh mạch, đồng thời trong đầu truyền tới một trận lạnh lẽo, thần trí rõ ràng thanh tỉnh hơn vài phần. Thần niệm nhanh chóng dò xét khắp cơ thể, không hề có độc tính tồn tại. Hàn Lập lúc này mới an tâm, đa tả tiền bối khoản đãi, nhưng không biết vì sao tiền bối lại đem vãn bối đến đây. Vãn bối lần đầu tiên đến địa uyên, tựa hồ chưa đắc tội lần nào. Hàn Lập buông chén trà xuống bàn, ngưng trọng hỏi. Ta mời đạo hữu đến đích thật là có chút chuyện quan trọng cần thương lược, bất quá việc này không vội, trước tiên đạo hữu có ở đây vài ngày. Vài ngày sau ta sẽ nói rõ ràng, được rồi, xin hỏi đạo hữu xưng hô thế nào, thiếp thân là Mộc Thanh. Hắc ảnh nữ tử nhìn Hàn Lập đánh giá một phen, thấy Hàn Lập có chút sợ hãi thì mới nói. Hóa ra là Mộc Thanh tiền bối, vãn bối họ Hàn. Hàn Lập sau khi do dự một chút thì thành thật nói. Nếu lừa gạt cấp trên thì đúng là không thông minh, hóa ra là Hàn đạo hữu Bích Nhi, ngươi mang hàn đạo hữu đến quý tân lâu nghỉ ngơi một chút, bất luận có nhu cầu gì thì cũng nhất định phải làm đạo hữu hài lòng. Mộc thanh gật đầu, nhưng thanh âm đột nhiên mười phần băng hàn. Thị nữ kia ngẩn ra, nhưng lập tức lĩnh mệnh, hàn lập bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy, đi theo lục sam nữ tử ra đại điện, nháy mắt, trong điện chỉ còn lại mộc thanh và huyết độc. Hắc ảnh nữ tử nhìn phương hướng hàn lập biến mất, ánh mắt chấp động không biết đang nghĩ gì, nhưng huyết độc bên cạnh lại không nói một lời, phảng phất như đã câm điếc. Huyết độc, Người không hỏi tại sao ta lại thay đổi chủ ý sao? Đột nhiên nữ tử mở miệng, chủ nhân đã làm vậy thì hiển nhiên có đạo lý của chủ nhân, tiểu nhân không cần hỏi nhiều. Huyết độc không người, bình tĩnh trả lời. Hắc hắc, người rất sáng suốt, kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, nói cho người cũng không sao. Ta sở dĩ đột nhiên thay đổi chủ ý, không bắt hắn làm huyết thực đương nhiên là vì phát hiện tên này có giá trị lợi dụng rất lớn. Nữ tử cười nhẹ, giá trị lợi dụng lớn, chủ nhân chẳng lẽ ám chỉ ích tà thần lôi của người này. Huyết giao dùng mình, tự định giá rồi hỏi, hắc hắc, người này đúng là có thần thông này, cực phẩm huyết thực đương nhiên khó tìm, nhưng cũng có thể tìm thấy. Nhưng với sự trợ giúp của thần lôi thì giúp cho mưu đồ đại sự của ta có thêm một phần nắm chắc. Mộc Thanh nói, chương 1459, thần lôi chi mê. Hóa ra là liên quan đến đại sự của chủ nhân, khó trách lại thay đổi chủ ý. Bất quá người nọ là người mà huyết lão quái muốn giết, chủ nhân còn phải cho hắn một cái công đạo bởi huyết lão quái cũng không phải là người có lòng dạ rộng lượng. huyết sao cười cười ư ừ, việc này ta tự có chừng mực bất quá hiện tại chưa nên làm rõ chuyện tiểu tử họ hàn trước tiên người có trông chừng hắn cho ta đừng để hắn có cơ hội chuồn mất đến lúc đó lại khiến ta phí một phen tay chân mộc thanh phân phó vâng trong khoảng thời gian này tiểu nhân sẽ trông chừng hắn huyết độc cung kính đáp ứng mộc thanh gật đầu hài lòng sau đó phất tay huyết độc thức thời liền rời khỏi đại điện mà hắc ảnh nữ tử sau khi hơi trầm ngâm thì đột nhiên vỗ vào kim sắc cử hoa dưới người. Cử hoa rung động, đột nhiên từ trung tâm cử hoa hiện ra một kim sắc viên kính, hình dáng cổ quái, phù văn chấp động. Một thanh há miệng phun ra một đoàn lục khí, nhất thời kim quang thoáng một cái, lục khí quỷ dị chui vào bên trong kính. Linh quang trên mặt kính chợt lóe, một tầng kim hà hiện ra. Sau một lúc lâu, từ trong kim hà truyền ra thanh âm đờ đẫn của một nam tử. Một đạo hiếu, người tìm ta có chuyện gì? Mộc thanh nghe được thanh âm này, nở nụ cười, trả lời. Lục túc huynh, không biết huynh thu thập âm khí thế nào rồi, có đủ để quỷ phiền tử ngưng luyện âm giáp huyền quỷ hay không? Tinh thuần âm khí ở mấy tầng dưới đều bị ta thu thập hết, âm khí tầng một mặc dù rất thưa thớt, nhưng chỉ cần tốn chút thời gian thì cũng có thể thu thập không ít, cũng đủ để quỷ bà ngưng luyện ra 8.000 huyền quỷ. Mộc đạo hữu như thế nào lại đột nhiên hỏi tại hạ việc này? Nam tử trầm mặc một lát, rồi không hề cảm tình nói. Dựa theo kế hoạch, 8 vạn quyền quỷ cùng hơn vạn khôi lỗi chỉ là pháo hôi mà thôi, là dùng để giải khai sự cản trở của đàn quỷ Minh Hà. Nhưng cuối cùng muốn bài trừ kết giới của Minh Hà chi địa vẫn còn cách khác, chỉ dựa vào thủ đoạn mà chúng ta chuẩn bị ban đầu thì vẫn còn chưa ổn thỏa. Mộc Thanh không trực tiếp trả lời, mà hơi trầm ngâm một lát rồi nói. Như thế nào, nói như vậy chẳng lẽ Mộc đạo hữu đã tìm ra cách nào tốt hơn để bài trừ kết giới sao? Phản ứng của nam tử cũng cực nhanh, thanh âm có chút biến hóa. Ha ha lục túc huynh thật là hiểu rõ tiểu muội tiểu muội đích xác mới vừa có thu hoạch muốn trước tiên cùng đạo hữu thương lượng một chút nữ tử cười nhẹ thu hoạch tạm thời nói ta nghe một chút thanh âm nam tử đã khôi phục lại bình ổn hôm nay ta tìm được một gã có thể khu xử ích tà thần lôi mà kết giới tại minh hà mặc dù nói lấy âm khí làm cấm chế nhưng phiền toái nhất chính là minh ma chi khí trong đó ma khi này cực kỳ tinh thuần chúng ta có cách nhưng cũng không đảm bảo được bao nhiêu nhưng nếu có ích tà thần lôi thì ma khí này sẽ không còn gây sợ hãi nữa. Thần thái nữ tử cũng trở nên ngưng trọng, ích tà thần lôi quả thực rất có lợi đối với việc trừ ma, nhưng thời thượng cổ, lúc tà long tộc xưng bá linh giới thì cơ hồ đã đem tất cả kim lôi trúc ở linh giới hủy hết, những kẻ tu luyện và giữ kim lôi trúc cũng bị giết sạch. Hiện tại như thế nào lại xuất hiện một gã khu sử ích tà thần lôi, người không lầm chứ? Nam tử chậm rãi nói, tựa hồ có chút không tin. Điểm này cứ yên tâm, người nọ đích thật thi triển ích tà thần lôi tiểu muội vẫn có thể nhận ra được duy chỉ có vấn đề là người này tựa hồ không biết pháp môn khu xử ích tà thần lôi chính thức chỉ khu xử như lôi điện bình thường còn chưa thể phát huy được một phần mộc thanh đột nhiên cười lạnh ô oh, nói như thế thì đúng là có khả năng đại khái người này trong lúc vô lúc vô ý chiếm được kim lôi chút còn sót lại cơ duyên xảo hợp tu thành thần thông này nam tử gọi là lục túc kia bình tĩnh nói ha ha tiểu muội cũng nghĩ vậy nếu không phải người này không thể phát ra uy lực hoàn toàn, thì có lẽ ta cũng phải kiêng kỵ. Bất quá, nếu có thể gặp được một người như vậy thì đúng là cơ duyên lớn, xem ra trời cao cũng ủng hộ đại sự của chúng ta. Mộc thanh thản nhiên cười, chỉ cần người này thật sự có ích tà thần lôi, tự nhiên sẽ là một cánh tay đắc lực. Nhưng người đột nhiên nói cho ta biết điều này, hẳn là trong đó có gì phiền toái. Nam tử đột nhiên hỏi, lục túc huynh sáng suốt, kỳ thật người này cũng không phải là người mà ta biết trước tiên, là người mà huyết lão quái muốn ta giết, rồi mang âm hồn giao cho hắn. Theo ta đoán, việc này hơn phân nửa là có quan hệ với quỷ bà. Mộc Thanh mỉm cười, hóa ra là thế, Mộc đạo hữu muốn tự mình khống chế người này, cho nên muốn ta nghĩ cách. Nam tử trong nháy mắt đã hiểu dụng ý của Mộc Thanh, nói: "Tiểu muội đúng là có ý này, Lục Túc huynh hẳn là rất rõ, tiểu muội nguyên vốn là mộc linh ngưng thành thân thể, đối với kim lôi trúc hiểu rất rõ, trong bốn người không ai có thể so sánh với ta." Nếu ta tự mình chỉ điểm cho người nọ thì mới có thể làm cho uy lực ích tà thần lôi nhanh chóng tăng lên, có thể kịp lúc thực hiện đại sự. Mộc thanh cười duyên nói, tựa hồ không hề giấu diếm ý định của mình. Ừ, người nói cũng có lý, nhưng việc này trọng đại, ta phải đợi mấy người đối mặt thương lượng. ngoài Red A cũng muốn đích thân nhìn thấy người nọ. Nam tử trầm ngâm một lát rồi đáp, điều này tất nhiên có thể, nửa tháng sau chúng ta sẽ tụ hội, quỷ bà và địa huyết xin nhờ lục túc huynh thông báo dùm. Đến lúc đó, Tiểu Ngụy sẽ ở tại Mộc Tiên Điện đợi ba vị đạo hữu đại giá Quang Lâm." Mộc Thanh vừa cười vừa nói, "Được, cứ quyết định như vậy." Mộc Thanh đồng ý nói. Lập tức kim hà trên kim sắc kính thu về, không còn âm thanh gì truyền tới nữa, nam tử tên gọi là Lục Túc đã tự cắt đứt liên lạc. "Hừ, quả nhiên đúng như ta đoán, Lục Túc không thèm quan tâm người này ở trong tay người nào." Như vậy thì hắn là kẻ duy nhất không e ngại Ích Tà Thần Lôi, nhưng hai người kia sợ rằng sẽ không dễ dàng buông tay nhưng nếu đã rơi vào tay ta mà còn muốn ta giao người thì đúng là si tâm vọng tưởng một thanh âm trầm cười lạnh tiếng cười vang khắp đại điện hàn lập hiện đang ngồi bên cạnh một cái bàn tròn nhìn người đối diện một hồi lâu vẫn không nói gì đây là một gã nam tử bộ dáng như nho sinh đang rót rượu chuyện trò với hàn lập không thôi mà trên bàn được bày đủ các loại mỹ vị cùng một vò rượu màu đen từ trong vò rượu phát ra mùi rất thơm mà lục sam thị nữ tên là bích nhi kia thì ở một bên hầu hạ cạn ly nào Hàn huynh đệ, nếm thử mục tiên cốt mục tủy tử của chúng ta đi. Rượu này mặc dù không thần kỳ như âm sát trà, nhưng cũng dùng vạn niên linh mục chi tùy luyện thành, động dạng cũng có công dụng dưỡng thần. Hàn đạo hữu chỉ cần uống vài chén thì sẽ biết rượu dụng trong đó. Trung niên nho sinh vô cùng nhiệt tình nói, huyết độc tiền bối, tại hạ không biết uống rượu, vừa rồi đã uống mấy chén, hiện tại nếu uống nữa thì không chịu nổi, thật là xấu hổ. Hàn lập bất đắc dĩ nói trung niên nho sinh kia đúng là do huyết giao biến thành hình người đầy đủ. Sau khi Hàn Lập được an bài trong một tòa lầu các thì hắn cũng lập tức theo đến, lập tức phân phó một bàn tiệc rượu, ở đâu hò hét. Hàn Lập thân đang ở chỗ đối phương, hiển nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì cùng huyết giao này đối ẩm. Ha ha, đã đạt đến tu vi như chúng ta, chỉ một ít linh tử thì sao có thể làm chúng ta say, Hàn huynh đệ chẳng lẽ vẫn còn ghi hận chuyện cùng ta giao thủ lúc trước. Huyết độc đột nhiên nói, hắc hắc, chuyện lúc trước chỉ là chuyện nhỏ, vãn bối đã sớm quên, như vậy thì sao có thể bất mãn gì với tiền bối. Được rồi, tại hạ kính tiền bối một chén, Hàn Lập chỉ có thể trả lời như thế, lập tức hắn cầm lấy một ly, uống cạn, lục sam nữ tử đứng bên cạnh lập tức tiến lên ôm lấy vào rượu, lại rót cho Hàn Lập một chén đầy. Hàn Lập nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Huyết độc đối diện thì lại cười nói, Hàn Huynh để cứ yên tâm ở lại một tiên cốc chúng ta. Chủ nhân đối với Hàn huynh đệ cũng kính trọng vài phần như thế, khẳng định là có chỗ nhờ cậy, đến lúc đó bất luận là chuyện gì, thì cũng được tặng kỳ vật, chẳng phải tốt hơn so với việc đạo hữu trở nên mặt đất, làm thánh tử phi linh tộc sao. Ta nói thẳng, những thứ mà quý tộc có thể cung cấp cho đạo hữu, địa uyên chúng ta đồng dạng cũng có thể cung cấp, thậm chí còn nhiều hơn. Đây cũng chính là cơ duyên khó gặp của đạo hữu. Huyết độc chậm rãi thuyết phục, khóe miệng Hàn lập có chút co quắp, không trực tiếp trả lời mà ngược lại mỉm cười hỏi, vậy không biết nơi này là tầng mấy địa nguyên Mộc Thanh tiền bối đem tại hạ đến đây là vì việc gì, tiền bối có thể tiết lộ một chút được không? Nếu nói rằng một chút dụng ý của chủ nhân mà ta cũng không biết thì tất nhiên là nói dối, nhưng việc này hiện tại huyết mẫu không tiện nói rõ. Nhưng Hàn huynh đệ yên tâm, chủ nhân căn bản cũng không định giấu giếm lâu, nhiều lắm thì nửa tháng hoặc một tháng nữa sẽ nói rõ tất cả cho đạo hữu biết. Về phần nơi này là tầng mấy thì không cần gì phải giấu giếm, nơi này là hắc Phụ lâm ở tầng 3 địa uyên huyết độc không suy nghĩ thêm trả lời hắc phụ lâm chính là nơi bị âm vụ bao phủ một khi có người tiến vào thì không thể thoát ra hàn lập nghe vậy không khỏi biến sắc ha ha đích xác là nơi này không biết tại quý tộc lại có danh tiếng lớn như vậy kỳ thật đây chỉ là chủ nhân thi triển thần thông trong rừng bày ra một chút cấm chế nhỏ mà thôi huyết độc cười ha ha nói thì ra là thế hàn lập cười khổ một tiếng không hề nói thêm gì nữa nhân tiện có một việc mà huyết mỗ cảm thấy kỳ quái không biết Hàn huynh đệ có thể giải thích một chút không? Sau khi lại mời Hàn lập vài chén rượu, hắc mang trong mắt trung niên nhân chợt lóe, bỗng nhiên hỏi. Âu, tiền bối có việc gì khó hiểu, tại hạ nếu không biết thì sẽ không nói bừa. Hàn lập dùng mình, đại diễn quyết trong cơ thể vận hành, đem tất cả men say trong đầu xóa hết. chương 1460, gặp lại nguyên giao. Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, tại hạ đối với thân thể cường đại của Hàn huynh đệ thì hết sức tò mò, phải biết rằng huyết hà minh châm của tại hạ mặc dù không nổi tiếng là bảo vật sắc bén, nhưng lấy thân thể mà làm nó bắn ngược lại thì quả rất khó tin." Huyết Độc nói, đồng thời hai mắt nhìn Hàn Lập không chấp. Hóa ra Tiền Bối muốn hỏi việc này, thân thể Vãn Bối đích xác so với người bình thường mạnh hơn một chút, nhưng bất quá chỉ là năm đó có chút cơ duyên, từng ăn qua loại linh dược làm thân thể cứng cáp mà thôi, sao có thể so sánh với giao long chi khu như Tiền Bối." Hàn Lập bất động thanh sắc trả lời, "Linh dược, ta cũng đoán là thế." nhưng Hàn huynh đệ cuối cùng lại tiếp được một kích kia của ta, pháp tướng ba đầu sáu tay kia tựa hồ không phải là chân linh pháp tướng của quý tộc, tại hạ nhìn có chút quen mắt, dường như đã nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nhớ ra, Hàn đạo hữu có thể giải thích một chút không? Huyết độc cười khẽ nói, ô, oh, đó là vãn bối trong lúc vô ý luyện được một pháp môn ngoại tộc, sau khi tu luyện lung tung một hồi thì ra thần thông này, về phần tại sao lại có pháp tướng này thì vãn bối cũng không hiểu rõ lắm. Hàn lập lãnh đạm trả lời, đem tất cả nói hàm hồ, trả lời so với không trả lời cũng không có gì khác nhau. Nghe Hàn Lập nói khéo léo như thế, huyết độc có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cười ha ha không đề cập đến việc này, tiếp tục mời Hàn Lập uống rượu. Cứ như vậy, vị huyết giao luyện hư kỳ này uống rượu cho đến khi say, mới nghiêng ngả cáo từ Hàn Lập rời đi. Hàn Lập đứng ở cửa sổ lầu các, vẻ mặt tươi cười nhìn tình hình bên ngoài lầu các. Khi thấy huyết độc nghiêng ngả đi vào một lầu các cách Hàn Lập không xa, cách khoảng trăm trượng, hắn mới nhíu mày. Gần như thế, chỉ cần hắn hơi có cử động gì thì không thể tránh được giám thị của huyết giao, xem ra đây là người mà Mộc Thanh phái tới giám thị hắn. Hàn Lập Yên lặng nghĩ vậy, rời khỏi cửa sổ. Lúc này, lục sam thị nữ đã dọn tiệc rượu xuống, lần nữa lau chùi sạch sẽ, sau đó cung kính đứng một bên Hàn Lập, chờ hắn phân phó. Người trước tiên đi xuống, ta cần nghỉ ngơi một chút. Hàn Lập không chút khách khí, vất tay bảo thị nữ rời đi. Vâng, Hàn Tiên Sinh, tiểu tì ở tầng 1, tiên sinh tùy thời đều có thể gọi. Lục Sam thị nữ đáp ứng một tiếng, phi thường nhu thuận rời đi. Hàn lập lạnh nhạt nhìn qua thân ảnh nữ tử biến mất tại cầu thang, bàn tay hướng vòng chữ vật phất một cái, hà quang chợt lóe, một thanh sắc trận kỳ hiện ra. Hắn giơ tay lên, mười đạo thanh mang phướng bốn phía phòng bay đi, chợt lóe rồi biến mất vào hư không. Hàn lập bắt quyết, lại đánh ra một đạo thanh sắc pháp quyết. Phanh, một tầng thanh sắc quang mạng hiện lên trên vách phòng, hình thành một tầng cấm chế phong bế, cấm chế này cũng không có năng lực phòng hộ gì, nhưng đối với việc ngăn cản thần niệm của người khác lại có chút thần diệu. Ngay cả khi biết mình gần giống như bị giam lỏng, nhưng Hàn Lập cũng tuyệt đối không muốn tất cả mọi chuyện của mình lại dễ dàng bại lộ. Lúc này, tại một lầu các khác, huyết độc đang khép hờ hai mắt ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thần sắc chợt động, mở hai mắt ra, nhưng sau khi khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh thì lần nữa nhắm mắt lại. Lúc này, Hàn Lập đã kê đầu lên gối nằm nghỉ, mặc dù thân ở chỗ nguy hiểm, nhưng thời gian thí luyện kia đã làm tâm thần hao tổn không ít, vừa lúc nhân cơ hội này khôi phục một chút. Chờ khi thể xác và tinh thần hắn khôi phục hoàn toàn, sẽ lại cẩn thận tự suy nghĩ cách thoát thân. Trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập rất nhanh chìm vào giấc ngủ, hắn ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh lại. Từ trên giường ngồi dậy, Hàn Lập không chút hoang mang sửa sang lại quần áo, rồi ngồi lên một ghế cạnh giường, tay nâng cầm lẳng lặng tự định giá. Đối với hia người Mộc Thanh và Huyết Giao, nếu nói rằng vì coi trọng hắn thì hắn căn bản không tin. Cái khác không nói, bằng vào kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm của hắn, lúc nhị yêu này truy sát đều mang theo sát khí, như thế nào lại giấu giếm được thần thức linh mẫn của hắn. Rõ ràng là lúc đầu mang sát tâm, muốn lấy mạng hắn. Về phần yêu nữ một thanh này vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, khẳng định là đối phương đã phát hiện mình có giá trị lợi dụng. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, từ khi đối phương đuổi theo mình rồi đột nhiên thay đổi chủ ý nhốt mình, khoảng thời gian này kỳ thật chỉ là trong nháy mắt nữ tử mộc thanh này tổng cộng chỉ nói một hai câu chỉ là nhắc tới ích tà thần lôi mà thôi chẳng lẽ là vì ích tà thần lôi ánh mắt hàn lập chớp động vài cái cảm giác mình đã đoán ra được tám chín phần bất quá ích tà thần lôi ngay cả khi có công hiệu khu ma trừ tà nhưng nếu ma khí cùng tà khí đạt đến trình độ cường đại nhất định thì hiển nhiên không dễ bài trừ loại uy lực bậc này như thế nào có thể được yêu vương hợp thể kỳ như một thanh để mắt nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể đối phó với ma vật hoặc tà linh thì ích tà thần lôi của Hàn lập lại càng không thể. Bất quá hắn vẫn chỉ nghĩ được đến đó, không khỏi thở dài một hơi. Nếu thật sự đối phương muốn lợi dụng mình, thì tánh mạng tạm thời không cần lo. Chỉ cần cơ chí một chút, hắn rất tự tin có thể chạy thoát. Tia ớt theo, hắn phải đợi yêu nữ Mộc Thanh nói rõ việc này, sau đó mới tùy theo hoàn cảnh mà định đoạt. Trong lòng âm thầm nghĩ thế, Hàn Lập tạm thời an tâm. Về phần ý niệm đào tẩu, mặc dù hắn từng nghĩ qua, nhưng khi nghĩ đến huyết độc đang dám thì ở gần trong gang tấc như thế hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý niệm đó hắn lại nghĩ đến đám người lôi lan nếu mộc thanh và huyết giao đều truy đuổi hắn thì ba người này hẳn là đã thuận lợi trở lên mặt đất hoàn thành thí luyện kể từ đó hắn cũng xem như đã hoàn thành phó thác của thiên bằng tộc khôi phục tự do thiên bằng tộc không thể lợi dụng thiên bằng chi thể lại ước thuốc gì nữa bất quá khi nghĩ đến chỉ cần đám người lôi lan có thể thông qua thí luyện thì không còn để ý đến sự sống chết của mình Hàn Lập cười khổ một tiếng. Hắn cứ như vậy tự định giá không biết bao lâu, sau đó đứng dậy khoanh chân ngồi lên giường, thần sắc bình tĩnh bắt đầu luyện khí. Nháy mắt đã nửa tháng trôi qua, trong lúc đó thỉnh thoảng huyết độc cũng tới bắt chuyện, uống rượu với Hàn Lập, nhưng Hàn Lập lại không ra ngoài, biểu hiện rất thành thật. Thẳng cho đến một ngày của nửa tháng sau, đột nhiên tinh thần huyết giao hưng phấn tìm đến, sau đó lại nghiêm trang nói, Hàn huynh đệ, chủ nhân gọi đạo hữu đến một tiên điện, để giới thiệu đạo hữu cho các vị tiền bối khác. Được, làm phiền huyết tiền bối. thân sắc Hàn Lập không chút khác thường, bình tĩnh trả lời. Thấy Hàn Lập có bộ dáng chấn định như vậy, trong lòng huyết độc có vài phần bội phục, hắn tự hỏi nếu hắn ở trong hoàn cảnh của Hàn Lập, tuyệt đối không thể nào bảo trì thần thái tự nhiên này. Vì vậy sau khi huyết độc cười ha ha, liền mang Hàn Lập đi về một lầu các khác. Sau thời gian một bữa cơm, Hàn Lập lần nữa xuất hiện bên ngoài đại điện, rồi theo huyết độc tiến vào đại điện. Trong đại điện hiện tại khác với lần đầu Hàn Lập đến, Hai bên đại điện có rất nhiều bàn dài, mỗi bàn đều có người ngồi. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, tự định giá, một bàn chỉ có hai người, toàn thân đều được một kiện huyết sắc trường bào che phủ, vô luận là khí tức hay thân hình đều độc nhất vô nhị, căn bản không thể phân biệt lẫn nhau, phảng phất là phân thân. Một bàn khác có một người thân hình cao lớn dị thường, là một nam tử mặc một kiện áo choàng đen, trên người tản ra một cỗ hàn khí khiến người khác phải tránh lui ba thước, phảng phất như có thể đem không khí gần đó đóng băng. Cuối cùng là ba nữ tử một vị trung niên mỹ phụ tóc trắng như tuyết, sắc mặt không chút máu, mặc một thân bích lục cung trang, ngồi ngay ngắn. Phía sau là hai vị nữ tử xinh đẹp, một người vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt tươi tắn, đôi mắt lưu chuyển, đẹp động lòng người. Một người khác thì nổi bật, da thịt trắng như tuyết, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng, nhị nữ này cũng giống như mỹ phụ, sắc mặt đều tái nhợt một cách khác thường. Hai bàn trước thì hoàn hảo, mặc dù Hàn Lập giật mình vì tu vi họ sâu không lường được, nhưng cuối cùng cũng không có chút dị sắc nhưng khi hắn thấy nhị nữ đứng phía sau thì sắc mặt không nhịn được liền biến đổi nhưng cuối cùng vẫn là tâm kế hắn hơn người thần sắc cơ hồ lập tức khôi phục như thường nhưng sâu trong mắt vẫn mơ hồ chớp động như thế nào lại là hai người này năm đó sau khi rời khỏi loạn tinh hải tại nhân giới ta đã không còn nghe tin về hai nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp lại các nàng ở linh giới bất quá xem bộ dáng bình yên của hai nàng thì chắc hoàn hồn thuật đã thành công mặc dù hàn lập thu hồi ánh mắt nhưng trong lòng lại mãnh liệt quay cuồng nhất thời khó có thể bình tĩnh. Mỹ nữ da thịt trắng như tuyết kia đúng là nguyên giao ở loạn tinh hải năm đó, còn kiều nữ bên cạnh hiển nhiên chính là sư tỷ nàng, năm đó thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán, nghiên lệ. Lúc đầu khi thần thông hắn vừa có chút tiểu thành thì đã gặp nguyên giao, kết quả là dưới sự khẩn cầu của đối phương và cảm tình, đã giúp nữ nhân này cứu nghiên lệ, cho nên Red Eye thi triển hoàn hồn thuật. Nhưng ai ngờ trên đường lại gặp quỷ vụ, khiến hắn bị hút vào âm minh chi địa. Sau đó lại mất sức của chín châu hai hổ, mới từ bên trong trốn ra nhưng sau khi đi ra thì không rõ nguyên giao đã đi đâu không còn thấy bóng dáng nữa hiện tại gặp lại nhưng lại ở cùng một chỗ với yêu vương tại địa uyên khiến hàn lập cực kỳ giật mình mà lúc hàn lập vào điện ánh mắt của tất cả mọi người cũng quét về phía hắn nhị nữ nguyên giao thấy hàn lập biểu hiện lại không giống nhau đôi mắt đẹp của nguyên giao chợt lóe lên vẻ khiếp sợ nhưng lập tức mặt không chút biểu tình nhìn không ra có chút dị thường nào nhưng thật ra nghiên lệ lại chừng mắt nhìn trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Hiển nhiên nữ tử này chỉ gặp Hàn Lập một lần, chỉ là cảm giác Hàn Lập có chút quen mắt. Ô, oh, đây là người các ngươi nói sao? Tu Vi chỉ mới linh tương kỳ, thật sự có công dụng sao? Thanh âm của Mỹ phụ tóc bạc vang lên, lạnh lùng nói. chương 1461, Tứ Đại Yêu Vương. Làm đạo hữu cần gì sốt ruột như thế, ta mượn sức Hàn đạo hữu không phải vì Tu Vi hắn, mà là vì thần lôi chi lực, dù Tu Vi có thể thấp hơn một hai cấp, nhưng nếu có thể phát ra ích tà thần lôi thì một thanh trong hắc quang cười khẽ nói ích tà thần lôi nào có thể dễ nắm như vậy hiển nhiên tu vi càng cao thì mới nắm càng chắc ta rất hoài nghi một gã linh tương kỳ có thể thật sự phát huy uy lực thần lôi nếu ta nhớ không lầm thì muốn chính thức khu động uy lực ích tà thần lôi ít nhất cũng phải đạt cảnh giới linh xuất sơ kỳ lần này là một người trong hai gã huyết bào nhân nói thanh âm quái dị giống như kim thạch điểm này thì huyết huynh cứ yên tâm Hàn Đạo Hữu mặc dù chỉ là linh tương hậu kỳ, nhưng nói về pháp lực tinh thuần thì chỉ thấp hơn linh xuất sơ kỳ một chút mà thôi, tin rằng hoàn toàn có thể làm được việc này. Hay là huyết huynh có thủ đoạn gì khác, có thể ổn thỏa bài trừ minh hà cấm chế, làm cho Hàn Đạo Hữu ngay cả một cơ hội thử cũng không có. Bộ dáng Mộc Thanh thâm ý sâu sắc, nếu người này thật sự có thể giúp chúng ta bài trừ cấm chế thì tất nhiên là chuyện tốt, lão phu không có ý ngăn trở, chỉ là rất quan tâm mà thôi. Tiên tử đừng bắt bẻ ý tứ lão phu, một huyết bào nhân khác mở miệng nói thanh âm giống y đúc người huyết bào nhân thứ nhất phảng phất như cùng một người mộc thanh không để ý lạnh nhạt nói nếu huyết huynh không có ý kiến gì với hàn đạo hữu thì tốt vậy không biết lục túc huynh cùng lam tỷ tỷ cảm thấy thế nào nếu có lợi cho đại sự của chúng ta thì ta ủng hộ thần bí nhân đầu đội áo choàng đen bình tĩnh trả lời nhưng mỹ phụ tóc bạc lại nhíu mày như đang định giá gì đó như thế nào lam tỷ tỷ không đồng ý sao ánh mắt mộc thanh chợt lóe hỏi không có gì, chỉ là tinh hồn người này cực kỳ cường đại, nguyên bổn ta muốn dùng hồn phách hắn luyện chế thành một ngân giáp quỷ vương, nay lại phải từ bỏ. Mà người này là do ta và địa huyết phát hiện trước, một thanh muội muội cứ như vậy giữ người, không cảm thấy có chút không ổn sao. Mỹ phụ tóc bạc chậm rãi nói, ha ha, hóa ra Lam tỷ tỷ muốn tự mình chỉ giáo hàn đạo hiếu, nhưng theo ta được biết, công pháp của tỷ tỷ khác với thần lôi, như thế nào lại có thể chỉ cho người khác học thần lôi chi đạo nếu chậm trễ đại sự thì chẳng phải là hối hận cả đời sao. Mộc thanh cười nhẹ nói, có đúng vậy không, nghe khẩu khí của một muội muội thì hình như cũng hiểu về ích tà thần lôi, còn nếu như chưa tu luyện qua thần thông này thì lão thân chỉ điểm hắn cũng không có gì là không được. Mỹ phụ tóc bạc cười lạnh nói, thiếp thân là Mộc linh chi thể ngưng hình, ích tà thần lôi tại thời thượng cổ, xếp vào nhóm ngũ hành thần lôi trong một thần lôi. Nếu tiểu muội tự mình chỉ giáo thì trung quy vẫn hơn những người khác. Sắc mặt Mộc Thanh âm trầm, cái này không cần thiết, nếu nói về tuổi tác thì lão thân chỉ thấp hơn lục túc đạo hiếu, tu luyện lâu như thế, đủ để bù vào chút thiên phù ấy của một muội muội Mỹ phụ không khách khí nói, nghe vậy, sắc ma mộc thanh khẽ biến, đang muốn nói gì thì thần bí nhân gọi là lục túc kia đột nhiên mở miệng, hai vị đạo hiếu không nên tranh chấp, trước tiên để ta xác nhận hàn đạo hiếu có ích tà thần lôi không đã, chuyện khác tính sau. Lục túc hiển nhiên là người có uy tín cực cao, hơn nữa Mỹ phụ và mộc thanh cũng có chút kiêng kỵ, sau khi nhìn nhau một cái thì Mỹ Phụ không nói thêm gì nữa, Mộc Thanh thì quay đầu lại bình tĩnh nói với Hàn Lập. Đoạn hội thoại vừa rồi có lẽ người cũng nghe được, Hàn Đạo Hữu có thể đem ích tà thần lôi phóng ra một lần không, để mấy người chúng ta xác định một chút. Việc này có quan hệ không nhỏ, nghĩ rằng Hàn Đạo Hữu sẽ không cự tuyệt. Hàn Lập lộ vẻ cười khổ, không nói nhảm, hai tay bắt quyết. Nhất thời tiếng sét đánh oanh long long phát ra, kim quang trên người Hàn Lập đại phóng, vô số tinh tế điện ti từ trong cơ thể hiện ra, trong nháy mắt hóa thành mấy đạo kim hồ tho to quấn quanh người, thanh thế cực kỳ kinh người. Đám người Mỹ Phụ, lục túc nhìn kim hồ không chớp mắt, ngay cả khi Mộc Thanh đã gặp qua một lần cũng không ngoại lệ. Tay áo lục túc hướng phía Hàn Lập phất một cái, một cổ âm phong lao thẳng đến. Hàn Lập nhíu mày, điểm một chỉ, một đạo kim hồ chợt lóe lên ninh đón. Âm âm, kim hồ vừa tiếp xúc với hắc phong thì lập tức bạo liệt, nơi kim quang đi qua, hắc phong giống như băng tuyết tan chảy, không sai, quả nhiên là ích tà thần lôi. Lục túc gật đầu, trong lời nói có vài phần vui mừng. Ích tà thần lôi trình độ này, đạo hữu đại khái có thể thả ra mấy đạo. Một vị trong huyết bào nhân đột nhiên hỏi, đại khái là 20 đạo, nhưng mỗi lần phóng thích thì phải chờ rất lôi mới có thể khôi phục như ban đầu. Ánh mắt hàn lập chợt lóe, trả lời, hắn đem số lượng có thể khu xử ích tà thần lôi giảm đi 2 phần 3, căn bản không nói chi tiết. 20 đạo, cũng đủ dùng, nghe hàn lập nói vậy, một gã huyết bào nhân khác vừa vui mừng lẫn sợ hãi cười rộ lên không sai ngay cả minh hà cấm chế lợi hại nhưng dưới công kích của nhiều thần lôi như vậy tuyệt đối không thể duy trì tốt lắm người không có vấn đề tiếp theo sẽ thảo luận về vấn đề của hàn đạo hiếu ta vào huyết đạo hiếu thì không hiểu rõ đối với thần lôi chi mộc sẽ không tham dự vào việc này mấu chốt bây giờ là mục tiên tử và lam đạo hiếu đều muốn hàn đạo hiếu theo mình học khu lôi chi đạo việc này thật sự có chút khó giải quyết ta nghĩ thế này từ bây giờ đến lúc diễn ra đại sự còn mấy năm thời gian hai năm đầu để hắn theo mục tiên tử học khu lôi chi đạo hai năm sau lại làm môn hạ của lam đạo hiếu hai năm cuối cùng sẽ để hàn đạo hiếu tự mình lĩnh ngộ hai vị thấy được chứ lục túc không chút cảm tình nói nghe lục túc nói thế mỹ phụ cùng Mộc thanh đều giật mình ha ha lục túc huynh đề nghị rất tốt ta xem hai vị đạo hiếu không nên cãi nhau nữa cứ làm như thế là được một gã huyết bào nhân xoa tay nói nếu lục túc đạo hiếu và địa huyết cũng cảm thấy cách này tốt thì lão thân không có ý kiến gì. Mỹ phụ tóc bạc trầm ngâm một chút rồi chậm rãi gật đầu đồng ý, nhưng Mộc Thanh thì lại không nói gì. Như thế nào, Mộc Tiên Tử cảm thấy cách này không được sao? Ánh mắt lục túc trong áo choàng lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Đương nhiên không phải, cứ y như lời ba vị. Mộc Thanh dùng mình, sau một hồi lâu thì miễn cưỡng cười nói. Tốt, tất cả chỉ là chuyện nhỏ, mưu đồ đại sự mới chuyện lớn. Hàn đạo hiểu, cho ngươi thời gian 6 năm, nếu trong 6 năm có thể luyện thành công khu lôi chi đạo mà ta truyền thụ, phát ra uy lực chính thức của ích tà thần lôi thì ta sẽ mang ngươi đến một nơi thần bí, nơi đó có rất nhiều thứ tốt chờ ngươi. Nhưng nếu ngược lại, ngươi trong vòng 6 năm không thể nắm giữ được uy lực chính thức của thần lôi thì đến lúc đó, hắc hắc. Một gã huyết bào nhân cười, nhìn Hàn Lập uy hiếp nói. Mặc dù hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ trong đó thì ai cũng hiểu được. Hàn Lập sau khi nghe xong thì sắc mặt có chút khó coi. Hàn đạo hiếu cứ việc yên tâm, người còn trẻ mà đã có thần thông như vậy, nghĩ rằng thiên phú phải hơn người, 6 năm tu thành thần lôi pháp môn thì tuyệt không thành vấn đề. Nhưng vì phòng ngừa đạo hiếu có tâm tư gì khác, ta sẽ hạ chút cấm chế nhỏ trên người đạo hiếu. Mỹ phụ tóc bạc nói, đột nhiên khoát tay, một đạo hôi ti không chút dấu hiệu bắn nhanh ra, sau khi chợt lóe thì đã tới ngay trước người Hàn Lập. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, thân hình dưới tiềm thức muốn tránh, nhưng không gian gần đó lại ba động, tiếp theo đầu vai bị một cổ cự lực vô hình đè xuống. Thân hình hắn ngưng trệ, không thể động đậy. Hàn Lập nhíu mày, tâm niệm xoay chuyển nhanh như điện, không hề điều động thần lực dãy ruộng, chỉ là hôi ti chợt lóe quang mang rồi chui vào thân thể hắn không thấy bóng dáng. Cơ hồ đồng thời trong lúc đó, Lục Túc, Mộc Thanh, Điệu Huyết cũng đều lần lượt thả ra một đoàn hắc khí, một đoàn lục quang cùng một đoàn huyết vụ, đồng dạng đều chui vào thân thể Mộc Thanh. Lúc này Hàn Lập chỉ cảm thấy cự lực trên người mất đi, thân thể lần nữa khôi phục tự do. Thần niệm vội đảo qua tình huống trong cơ thể, Hàn Lập có chút sầu dĩ. Trong cơ thể hắn có bốn loại tiêu ký, tuy không có hại gì nhưng nếu hắn muốn đào tẩu thì cực kỳ khó. Hàn Đạo Hữu trước tiên ngươi cứ ở lại một tiên cốc hai năm. Hai năm sau, Lam Đạo Hữu sẽ phái người đến gọi ngươi. Được rồi, việc này đến đây thôi, nói một chút về những chuyện quan trọng khác. Lam Đạo Hữu nghe nói người luyện chế huyền quỷ gần xong rồi, chỉ còn có. Lục Túc chỉ nói với Hàn Lập hai câu, liền đổi đề tài khác mấy người khác nghe vậy thì cũng tiếp lời căn bản không cho hàn lập cơ hội nói chuyện cũng không có ý định nghe hắn nói gì trước mặt bốn gã yêu vương hợp thể kỳ hàn lập đích xác không có quyền nói chuyện vô luận là nhân giới hay linh giới các tộc đều lấy thực lực nói chuyện chỉ là một gã hóa thần kỳ đối với những yêu vật này tại địa uyên thì thật sự rất nhỏ bé ngay cả khi hắn buồn bực trong lòng thì cũng chỉ có thể yên lặng không nói đồng thời âm thầm tự định giá những lời đối phương nói nội dung những yêu vương tại địa uyên này không nhiều lắm nhưng hắn đại khái cũng nghe được một chút. Những người này quả nhiên muốn mượn uy lực ích tà thần lôi của hắn, muốn phá minh hà cấm chế gì đó. Nhưng mấy người này nói cái gì mà khu lôi chi đạo, uy lực chính thức của ích tà thần lôi, đây là cái gì? Chẳng lẽ ích tà thần lôi còn có pháp quyết khu xử đặc biệt khác? Hàn lập nghĩ mãi vẫn không thông, đột nhiên hắn dường như cảm ứng được có người nhìn mình, hắn thoáng nhìn lại, vừa lúc chạm ánh mắt với một diệu linh nữ tử. Đúng là nguyên giao, nguyên giao thấy hàn lập nhìn lại, thế nhưng thần sắc vẫn thản nhiên, không có chút biểu tình. Bất quá thần sắc Hàn Lập vừa động, sau một lúc lâu mới không chút hoang mang thu hồi ánh mắt. chương 1462, Tà Long Tộc Đám người Mộc Thanh Hiện đang trò chuyện với nhau, bên trong liên quan đến huyền quỷ quý lỗi gì đó, bọn họ lại còn luyện binh với quy mô lớn, phảng phất như chuẩn bị tấn công nơi nào đó. Bất quá làm Hàn Lập cảm thấy hứng thú nhất chính là thỉnh thoảng mấy người này nhắc tới Minh Hà Chi Địa. Đây là địa danh mà Hàn Lập lần đầu nghe thấy, tâm hàn lập trượt động, nhớ lại âm minh chi địa lúc trước. Bất quá, những người này ngoại trừ đề cập đến địa danh này thì cũng không nói gì liên quan đến nơi này. Lúc này hàn lập đã sớm thối lui, âm thầm quan sát mấy yêu vương này. Nói thật, trong tứ đại yêu vương, thần bí nhất, làm hắn nhìn không thấu chính là lục túc và huyết lão quái. Người đầu tiên thì phát ra khí tức lạnh lẽo, vô cùng cổ quái, không chứa một chút sinh mệnh khí tức. Nếu như không phải có cử động và nói chuyện thì Hàn Lập cũng hoài nghi người này là xác chết. Người tiếp theo thì lại là hai người, hai gã huyết bào nhân vô luận là giọng điệu, hình thể, khí tức cũng không có gì khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều được gọi là huyết lão quái. Việc này hiển nhiên có chút quỷ dị, về phần mộc thanh cùng Mỹ phụ tóc bạc, hàn lập mơ hồ nhìn ra một chút lai lịch của hai người. Trên người mộc thanh bị một tầng hắc quang bao phủ, thậm chí dùng minh thanh linh mục cũng không thể thấy rõ, nhưng từ trong hắc quang lộ ra một tia xanh biếc, không cách nào giấu được hai mắt của hàn lập hơn nữa trên người nữ tử này phát ra một tia mộc linh lực cực kỳ tinh thuần hàn lập cơ hồ dám khẳng định tám phần rằng mộc thanh là một mộc linh trị yêu hiếm thấy nhưng không biết bản thể là loại linh mộc nào về phần mỹ phụ tóc bạc thì âm khí toàn thân rất dày hơn nữa mới vừa rồi nghe mấy vị yêu vương này trò chuyện hàn lập cũng đoán ra phụ nhân này là một tên quỷ yêu chỉ có quỷ yêu cơ hồ đem quỷ vật chi khu ngưng luyện giống như thường nhân thì mới có thể có được thần thông lớn như vậy bất quá cũng bởi vậy Hàn Lập chú ý âm khí trên người nguyên giao cũng không tệ, tựa hồ cũng không phải là thường nhân chi khu, nhưng lại không giống như quỷ vật chi thân như phụ nhân. Nữ tử này tựa hồ có kỳ ngộ khác, về phần nghiên lệ thì cũng giống như nguyên giao. Bất quá từ khí thức mà nhị nữ phát ra thì cũng có thực lực hóa thần sơ kỳ. Hai người nguyên giao có tu vi thấp như thế mà lại đi theo bên cạnh Mỹ Phụ, xem ra không phải thân thích gì, mà là có nguyên nhân gì khác. Mấy tên yêu vương này cũng không bàn luận lâu, ngẫu nhiên có chút bất đồng khi tranh luận, nhưng sau khi dùng vài phương pháp thì rất nhanh đã giải quyết sau thời gian một bữa cơm đám người lục túc đã thương thảo xong lúc này đứng dậy cáo từ mộc thanh không dám chậm trễ từ trên kim hoa bước xuống tự mình tiễn mấy yêu vương này hai gã huyết bào nhân khi đi ra cửa điện vừa lúc đi ngang qua cạnh hàn lập thì một gã huyết bào nhân tới gần hắn hỏi hai huyết khôi lỗi mà ta phái đi có phải bị ngươi diệt hay không hàn lập sau khi trần chờ một lúc thì thành thật khom người trả lời đích thật là do vãn bối diệt sát, lúc trước không biết là thủ hạ của tiền bối, mong rằng tiền bối không nên trách tội. Hắc hắc, chỉ là hai huyết quý lỗi, ta không đặt vào mắt đâu. Nhưng việc này cũng không thể cứ như vậy xí xóa, sau này phải làm cho ta một việc nhỏ để đền bù. Trong tai Hàn Lập vang lên tiếng của huyết lão quái, Hàn Lập ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, hai gã huyết bào nhân chậm rãi đi qua cạnh hắn, phảng phất như truyền âm vừa rồi căn bản không tồn tại hàn lập nhíu mày thầm cảm thấy mình lại dính thêm phiền toái mỹ phụ tóc bạc cùng đám người nguyên giao đi ra cuối cùng đồng dạng cũng đi qua cạnh hàn lập nhưng mỹ phụ vẫn chỉ nhìn bên ngoài cười mỉm chưa nói gì nguyên giao thì mặt không biểu tình phảng phất như chưa bao giờ thấy hàn lập nhưng thật ra nghiên lệ thì chừng mắt nhìn hàn lập ánh mắt hiện lên vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó khóe miệng hàn lập vừa động nhưng lập tức thần sắc khôi phục như thường bàn tay trong tay áo đột nhiên nắm lại chúc mừng hàn huynh đệ mấy vị đại nhân cũng coi trọng hàn đạo hữu a à. vừa thấy bọn người mộc thanh trước sau đi ra đại điện huyết độc hướng hàn lập cười nói có gì đáng vui chứ tại hạ hiện tại còn chưa biết rõ những chuyện này là gì huyết tiền bối có biết khu lôi chi đạo là công pháp gì không thật sự có thể làm tăng uy lực của ích tà thần lôi sao sau khi hàn lập cười khổ một tiếng thì bán tín bán nghi hỏi hắc hắc việc này thì ta có biết một chút tại thời thượng cổ ích tà thần lôi tại linh giới rất nổi danh một thần lôi là một trong ngũ hành chân lôi, chuyên phá ma khí tả vật. Nói về uy lực thì còn vượt xa thiên cương huyết lôi của ta. Bất quá thần lôi này phải cần pháp môn đặc thù khu xử tế luyện, nếu không thì chỉ phát huy được một hai phần. Tại thời thượng cổ, linh giới bị mấy đại tộc liên thủ thống trị, trong đó tà long tộc bởi vì bị thần lôi này khắc chế, cho nên lục soát thiên lôi trúc, đem tất cả phá hủy hầu như không còn, làm cho ích tà thần lôi cơ hội tuyệt tích tại linh giới. Pháp môn khu lôi cũng dần dần không còn ai biết nữa, ít nhất huyết mấu cũng không biết. Huyết độc cười cười, kể lại rõ ràng chi tiết, Tà Long tộc, Hàn Lập có chút ngẩn ra, tại nhân tộc, tựa hồ hắn chưa bao giờ nghe nói linh giới có tộc này. Ha ha, Hàn đạo hữu chưa bao giờ nghe cái tên này cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì năm đó khắp bá công cổ đại tộc đối với những chủng tộc linh giới khác vô cùng khi dễ, cuối cùng bị phần lớn chủng tộc liên thủ tiêu diệt. Bất quá mấy tộc này thực lực rất mạnh. Năm đó chưa tộc linh giới cũng đồng dạng vì thế mà bị diệt 78 phân chi, đều là trong trận chiến cường đại đó. Nếu không, làm thế nào bọn họ lại xưng vương xưng bá tại linh giới được? Mà cái tên tà long tộc hiển nhiên cũng rất ít người biết. Huyết độc hời hợt nói ra một đoạn thượng cổ bí văn. Hàn lập nghe được thì có chút khó hiểu. Chuyện lớn như thế, như thế nào trong biển tịch nhân tộc cùng phi linh tộc lại chưa từng ghi lại. Trong lòng kỳ quái, hắn không nhịn được hỏi tiếp. Ta nói chính là chuyện lúc linh giới còn sơ khai, phi linh tộc các ngươi lúc ấy còn chưa xuất hiện tại giới này hiển nhiên sẽ không ghi lại chuyện này huyết độc cười hắc hắc thì ra là thế hàn lập lúc này mới hiểu theo như trong điển tịch nhân tộc ghi lại nhân tộc tại linh giới xuất hiện sau phi linh tộc không ghi chép việc này cũng không phải là chuyện kỳ quái nhưng ngay khi hàn lập và huyết độc đang tán dóc thì bên ngoài cửa điện vang lên tiếng bước chân mộc thanh đang đi đến huyết độc cùng hàn lập ngừng nói tiếp lên chào vị yêu vương này mộc thanh gật đầu thân hình thoáng một cái liền ngồi vào kim sắc cửa hoa sau đó không nói lời nào chống cầm suy tư nữ tử này tựa hồ có chuyện gì đó không thể giữ được bình tĩnh một hồi lâu cũng không phân phó gì Hàn lập có chút kinh ngạc theo tiềm thức nhìn huyết độc bên cạnh một cái. huyết giao này thế nhưng lại cực kỳ bình tĩnh tựa hồ không cảm thấy có gì ngoài ý muốn Hàn đạo Hữu ngươi nghe cho kỹ đây ta không quản ngươi nghĩ thế nào nhưng trong hai năm phải nắm giữ pháp môn khu xử ích tà thần lôi nếu được như thế thì hai năm sau ta sẽ giúp ngươi từ chối quỷ bà ngươi hiểu rõ ý tứ của ta chứ mộc thanh trong hắc quang nói thần sắc hàn lập vừa động chỉ có thể cười khổ trả lời mộc thanh tiền bối có lệnh thì vãn bối sẽ cố hết sức hừ người tốt nhất là phải cố hết sức nếu không ta sẽ phải để ngươi qua bên quỷ bà thanh âm mộc thanh lạnh lẽo trong lòng hàn lập trầm xuống chỉ có thể trầm mặc không nói ba ngày sau ngươi đến mộc tinh động trong hai năm này ta sẽ tự mình chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi huyết độc, chuyện huyết thực trong hai năm này toàn bộ giao cho ngươi xử lý. Mộc thanh quay đầu lại, dùng ngữ khi không thể nghi ngờ phân phó cho huyết giao. Vâng, chủ nhân, lúc này huyết độc thật sự có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức lên tiếp đáp ứng. Hàn lập cũng ngẩn người, được rồi, ta có chút việc, các ngươi đi ra đi. Sau khi phân phó, Mộc thanh phất tay nói, hàn lập cùng huyết giao chỉ có thể thi lễ rồi lui xuống. Hắc hắc, cơ duyên hàn huynh không nhỏ a à, dĩ nhiên có thể được chủ nhân tự mình chỉ điểm cho ngươi tu luyện đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp ra khỏi đại điện huyết độc đột nhiên hướng hàn lập nói trong mắt có một tia dị sắc có đúng vậy không tại hạ còn không biết thời gian hai năm có đủ để tu thành khu lôi chi đạo không nữa hàn lập cuống quyết lắc đầu bộ dáng có chút buồn bực ha ha chủ nhân nếu nói như thế thì khẳng định là nắm chắc hàn huynh đệ không cần đa tâm huyết mẫu có một số việc cần xử lý trước hết xin cáo từ huyết độc cười ha ha, huyết quang trên người chợt hiện, nhất thời hóa thành một đạo huyết quang bay xa. Hàn lập đứng tại chỗ, hai mắt híp lại nhìn huyết quang biến mất, sau đó mới xoay người lại đi về chỗ mình ở. Không bao lâu, Hàn lập đã về đến lầu các, phát động cấm chế để che giấu những kẻ khác dình xem, sắc mặt hắn âm trầm ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt chấp động không thôi. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên giơ một tay lên, năm ngón tay mở ra, hiện ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện vài hắc văn nhỏ, ngưng thần nhìn kỹ thì rõ ràng là một chữ nguyên. Nhìn thấy chữ này, trên mặt Hàn Lập hiện ra một tia cổ quái. Nếu nói lúc trước có chút bán tín bán nghi đối với thân phận của Nguyên Giao thì giờ phút này toàn bộ đều là tin. Chữ này là trong lúc Nguyên Giao đi qua cạnh hắn, vô thanh vô tức đặt vào tay hắn. Quá trình đó ngay cả một tia linh ba cũng không phát ra, ngay cả tồn tại đáng sợ như Mộc Thanh và Mỹ Phụ cũng không phát hiện. Lấy một tồn tại hóa thần kỳ, có thể làm được chuyện này thì thật sự là có chút kinh ngạc. Khó trách thần sắc Hàn Lập lại khác thường như thế, vươn một ngón tay, hắn nhẹ nhàng điểm vào chữ Nguyên trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay hiện ra một tầng lục quang, sau đó hướng về phía chữ này. Hai tay Hàn Lập rút về trong tay áo, lẳng lặng tự định giá. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên hắn duỗi một bàn tay ra. Một tiếng lôi minh trầm thấp phát ra, một đoàn kim sắc lôi cầu trồi lên bàn tay, hình thể không ngừng cuồng trướng, mặt ngoài ánh lên kim sắc điện ti, chớp lóe không ngừng. Hàn Lập nhìn lôi cầu này mặt không biểu tình, nhưng hai mắt thì híp lại một chút. Chương 1463, một tinh động. Năm đó trong lúc vô ý hắn thúc dục ra kim lôi trúc, luyện chế thành 72 thanh trúc phong vân kiếm, vì thế có thể mượn uy lực ích tà thần lôi trong kiếm đối địch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới lôi điện này lại có lai lịch lớn như vậy, hơn nữa lại còn pháp môn khu sử đặc thù. Nếu thật sự như yêu vật ở địa uyên nói, ích tà thần lôi tại linh giới là một trong ngũ hành chân lôi, được xưng là chí mộc thần lôi, như vậy thì uy lực thật sự lớn đến khó tin, lập tức có thể trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Bất quá chuyện về ích tà thần lôi hiển nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn lại phải đi minh hà chi địa gì đó. Hơn nữa yêu vương này cũng luyện chế quỷ binh khôi lỗi số lượng lớn, nguy hiểm trong đó có thể nghĩ được. Nếu hắn không cẩn thận thì rất có thể sẽ chết trong đó. Cũng may nghe khẩu khí đối phương thì ít nhất cũng còn 6-7 năm nữa, hắn còn có thể suy nghĩ cẩn thận, xem có thể nghĩ cách gì tốt hơn không nhưng thật ra ở nơi này có thể gặp lại Nguyên Giao một lần nữa thì xem ra duyên phận cũng không tệ. Năm đó Nguyên Giao không tiếc hủy kim đan để nhiên lệ hoàn hồn, hiển nhiên đáng kính nể. Nhưng nhiều năm như vậy, đối phương có còn trọng tình trọng nghĩa hay không thì vẫn khó nói. Dù sao lòng người rất dễ thay đổi, nhưng xem ý tứ Nguyên Giao thì cũng không muốn bại lộ chuyện có quen biết ra, điều này làm hắn thầm thở dài một hơi. Mặc dù chuyện giả mạo phi linh tộc không phải là chuyện cần giấu giếm, nhưng Hàn Lập vẫn không muốn cho yêu vương biết thân phận thật của mình. Trong lòng Hàn Lập tự định giá như vậy, nhắc đến nguyên giao, trong đầu hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh mấy lần gặp nàng. Lúc trước trong mật thất tại Hư Thiên Điện, nhìn thấy cảnh nữ tử này dùng linh tuyền tắm, thân thể hoàn mỹ không tì vết của nữ tử này không khỏi chợt lóe qua đầu Hàn Lập, làm lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng lập tức thân ảnh Nam cung Uyển lại từ sâu tận đáy lòng hiện lên, rõ ràng dị thường, tràn ngập cả tâm trí Hàn Lập. Nhiều năm như vậy, nếu tất cả đều thuận lợi thì nàng tại nhân giới cũng có thể đã tiến giai đến hóa thần kỳ. Không biết đến khi nào hắn mới có thể một lần nữa gặp lại ái thế tại linh giới. Bóng dáng Nam Cung Uyển không ngừng quay cuồng trong đầu Hàn Lập. Cảnh lúc ở Thiên Nam, cùng ái thế thiết tha mặn nồng không ngừng xuất hiện, trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ tươi cười, lâm vào hồi ức ngọt ngào. Sau một hồi lâu, thân ảnh Nam Cung Uyển dần biến mất, một khuôn mặt kiều diễm khác lại xuất hiện trong tâm Hàn Lập, đồng dạng cũng làm hắn chìm vào hồi ức. Không biết trải qua bao lâu, một tiếng thở dài vang lên, Hàn Lập rốt cuộc lần nữa tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên vẻ cười khổ. Không nghĩ tới chuyện gặp lại nguyên giao làm hắn bị kích thích, mất thời gian dài chìm vào hồi ức như thế. Cũng may gần đây không có kẻ nào ác ý nhìn trộm, nếu không thì thật sự nguy hiểm. Bất quá nếu hắn không thể rời đi thì vẫn còn cơ hội gặp lại nguyên giao, sau đó lại liên lạc cũng không vội. Hàn Lập chậm rãi tự định giá, nét mặt lần nữa hiện ra vẻ tự định giá. Ba ngày sau, Hàn Lập đứng trước một ngọn núi nhỏ, nhìn vách núi trong xanh một cách quỷ dị, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là một tinh động mà bổn tọa dùng để bế quan u luyện, nơi đây một linh khí dày đặc, cho dù tại linh giới cũng không có bao nhiêu. Người tu luyện công pháp một thuộc tính ở đây thì có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Mộc Thanh ở một bên hãnh diện nói, Hàn Lập dựa theo phân phó, ba ngày sau tới gặp Mộc Thanh, nữ tử này liền dẫn hắn bay một chân núi lớn, tiến vào một tầng mê vụ cấm chế, rốt cuộc dừng lại ở chỗ quỷ dị này. Nơi này cách chỗ ban đầu khá xa, nữ tử này tu luyện ở đây thật sự là làm người khác bất ngờ. Bất quá thạch bích trước mắt xanh biếc, bóng loáng như hương, nào có dấu hiệu gì của động quật. Thần niệm hàn lập quét ra lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện có gì dị thường, trên mặt hiện lên vẻ cổ quái. Một thanh bước tới trước vách núi, bàn tay phất nhẹ một cái. Một tầng lục hà hiện lên trên thạch bích, rồi một khe nứt vô thanh vô tức hiện ra, lộ ra một lục sắc thông đạo nối thẳng vào bên trong. Lối vào thông đạo bị một tầng quang mạc phong bế, bốn phía còn có phù văn cổ quái ẩn hiện, có vẻ rất thần bí. Hàn lập tràn đầy vẻ ngạc nhiên, sao thạch bích có thông đạo như vậy, nhưng lấy thần niệm mạnh của hắn vẫn không thể phát hiện. Xem ra thần thông của yêu vương này quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, đúng là cần phải cẩn thận một chút. Hàn lập dùng mình, thân hình một thanh thoáng lên, dẫn đầu đi vào thông đạo, lục sắc quang mạc không chút nào ảnh hưởng. Hàn lập trần chờ một chút, hiển nhiên cũng đi theo. Kết quả không biết Mộc Thanh đã động tay động chân gì, mà quang mạc đồng dạng cũng không cản trở hắn. Sau khi hai người tiến vào quang mạc, quang hoa trên thạch bích chợt lóe, cửa vào thông đạo biến mất. Bên kia, Hàn Lập đi theo Mộc Thanh, sau khi đi một lát thì trước mắt trở nên sáng ngời, xuất hiện một thính đường không lớn lắm. Thính đường trống rỗng, ngoại trừ bảy tám thông đạo thì không còn gì khác. Nhưng Hàn Lập lại cảm ứng được linh khí nồng đậm từ dưới đất phát ra, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui chính là một linh khí nơi này nồng đậm như thế, trong hai năm nắm giữ pháp môn khu sử ích tà thần lôi thì cũng không phải là chuyện không có khả năng. Buồn chính là, vị mộc thanh này ngay cả linh mạch như thế mà cũng cho mình sử dụng, có thể thấy được tình thế bắt buộc. Sau này muốn thoát khỏi không chế của vị yêu vương này không phải là chuyện dễ. Đi theo ta, ta an bài chỗ cho ngươi. Từ nay về sau, trong thời gian hai năm, ngươi không được ra khỏi mộc tinh động một bước. Bốn phía đã bị ta bày cấm chế cực kỳ lợi hại, không có ta tự mình mở ra thì ngươi không thể ra ngoài. Mộc thanh thản nhiên nói, trong lời nói ẩn chứa sự tự tin. Hàn lập giật mình, vẫn chưa nói gì, yên lặng đi theo nữ tử này vào một thông đạo khác. Xuyên qua một đại hoa viên toàn kỳ hoa dị thảo, Hàn lập bị đưa đến trước một hoàng sắc đại môn, không biết dùng kim loại gì luyện thành. Mộc thanh bước về phía trước, đây là một tòa mật thất ta thường dùng, trước tiên để ngươi tạm thời ở lại tu luyện, bắt đầu từ ngày mai, cứ cách 7 ngày ta sẽ chỉ điểm khu lôi chi đạo cho ngươi một lần. Giờ ngọ bảy ngày sau, người đến thính đường tìm ta là được. Được rồi, người vào đi, ta đến một mật thất khác. Nơi đây ngoại trừ mấy nơi được ta bẩy cấm chế, thì những nơi còn lại ngươi được phép ra vào. Biểu hiện của Mộc Thanh cũng cực kỳ hào phóng, đa tạ tiền bối yêu ái. Hàn Lập vội vàng cảm tạ vài câu, nhưng Mộc Thanh sau khi nói xong thì chỉ nhìn Hàn Lập một cái liền xoay người rời đi. Thấy nữ tử này đã đi khuất, Hàn Lập mới thở dài một hơi, đẩy đại môn đi vào mật thất thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Một ngày nọ, trong sương mù, trên một tiểu sơn bỗng xuất hiện dị triệu. Vô số mấy đen tụ tập, tiếp theo là thanh sắc điện quang chấp động, một trận lôi minh từ không trung truyền ra, phảng phất như trong mây đen đang sinh ra một mãnh thú đáng sợ. Đột nhiên trên mặt đất tiểu sơn hiện ra hơn 10 pháp trận màu đen, mặt ngoài chợt lóe hắc quang, nhất thời có hai người hiện ra. Một người vây trong hắc hà, vóc người thon thả, một người mặc thanh sắc trường bào, khuôn mặt còn trẻ. Đúng là hai người Mộc Thanh và Hàn Lập, trong nháy mắt khi hai người xuất hiện, trên không trung vang lên tiếng nổ lớn, mây đen kịch liệt cuồn cuộn, thanh sắc điện hồ trong mây đen trở nên dày đặc, thanh thế cực kỳ kinh người. Mộc Thanh ngẩng đầu nhìn khoảng không, bình tĩnh nói, không nghĩ tới lại vừa đúng lúc như thế, thiên kiếp của ngươi đã tới. Nhưng ngươi có ích tà thần lôi, cộng thêm sự hiểu biết sơ bộ về khu lôi chi đạo, loại lôi kiếp trình độ này có thể dễ dàng ứng phó, nhân cơ hội này ma luyện thêm một phen, đối với ngươi cũng có lợi. Một Thanh nói xong thì quang mang pháp trận dưới chân chợt lóe, cả người bỗng biến mất. Trong khoảnh khắc, trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Hàn Lập, thấy cảnh này, hắn chỉ có thể cười khổ một mình. Lần tiểu thiên kiếp thứ hai của mình tại linh giới đã đến, hiển nhiên hắn cũng đã đoán trước. Cũng may hắn đã dùng diệt trần đan, hơn nữa cũng đã ăn bảy tám viên, thiên kiếp lần này không còn kinh khủng như lưỡng sắc lôi kiếp nữa, mà là thanh sắc thiên lôi bình thường. Bất quá cho dù là vậy, Hàn Lập vẫn không dám khinh thường, dù sao đây cũng là lần lui kiếp thứ hai của hắn. Hàn Lập há miệng phu ra một thanh sắc tiểu đỉnh, đồng thời tay vỗ lên đầu, một phiến hà quang bay ra, hình thành một tầng quang mạc bảo vệ toàn thân. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, nhất thời tiếng oanh minh phát ra, vô số đạo kim sắc điện hồ bắn ra, hướng về phía không trung bay đi. Một lát sau, một kim sắc điện võng hiện lên, tiếng sét đánh không ngừng. Cùng lúc đó, thanh sắc điện hồ trên không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sáng, rốt cục dưới một tiếng nổ kinh thiên động địa, vô số thanh sắc điện hồ từ không trung đánh xuống, mục tiêu là hàn lập trên đỉnh núi. Mỗi điện hồ phảng phất như thanh sắc tiểu xà đập lên kim sắc điện võng. Dị quang trong mắt hàn lập chợt lóe, tay bắt quyết, từ trên kim sắc điện võng chuyển ra một tiếng lôi minh, từ trên điện võng hiện ra kim sắc phủ văn, rồi bỗng hóa thành một phiến kim sắc quang vựng. Một màn quỷ dị xuất hiện, Thanh sắc điện hồ khi vừa tiếp xúc với quang vựng thì điện quang chợt lóe, sau đó biến mất. Cả quá trình vô thanh vô tức, phảng phất như đã bị kim sắc quang vựng thôn phệ. Trong chốc lát, hơn trăm đạo thanh sắc điện hồ đều bị hút vào kim sắc quang vựng. Trên kim sắc điện võng chợt phát ra tiếng bạo liệt, đợt thiên lôi thứ nhất đánh xuống, Hàn Lập ngay cả mắt cũng không chớp, dễ dàng vượt qua. Chương 1464, thu lôi. Kim võng hấp thu nhiều thanh sắc điện hồ như vậy, tại đỉnh đầu Hàn Lập cuồng trướng gấp mấy lần bao phủ cả phạm vi 30 trượng. Mà khi đợt điện hồ thứ nhất dừng lại, đợt thiên lôi thứ hai đã ngưng tụ to hơn lần trước, lần nữa đánh xuống. Hàn Lập bắt quyết, vươn một ngón tay vẽ lên không trung vài cái. Kim quang chợt lóe, một kim sắc phù văn hiện lên trên ngón tay, lập tức một tiếng sét đánh vang lên, hóa thành một đạo kim hồ bắn thẳng lên không trung. Sau khi chợt lóe thì phù văn biến thành điện hồ, nhập vào trong kim sắc điện võng. Chỉ thấy điện võng nhất thời rung lên, quang vựng phiêu phù bên trong tụ lại một chỗ thành kim sắc cửa đại quang vượng Bên trong mơ hồ có phù văn chấp động, chỉ chốc lát, đạo thanh hồ thứ hai đã đánh xuống với khí thế hung hãn. Một màn giống như trước xuất hiện, thanh hồ khi đụng vào quang vượng liền biến mất. Đợt thiên lôi thứ hai hiển nhiên uy lực hơn xa đợt thứ nhất. Thiên lôi dày đặc, sau thời gian một chén trà nhỏ, nguyên bản quang vượng đang yên tĩnh bỗng rung lên, thậm chí tứ bên trong quang vượng còn truyền ra tiếng ông ông, hơn nữa càng lúc càng lớn. Nhưng kim sắc điện võng phía dưới, thể tích tăng lên gấp đôi, kim hồ giao nhau vang lên tiếng xé gió. Tiếp theo chỉ chốc lát, một âm thanh trầm thấp vang lên, kim sắc quang vững rốt cục hiện ra từng đạo bạch ngân, lập tức đánh vào thiên lôi, chỉ một chút đã biến mất. Không có trở ngại, điện hồ trực tiếp đánh lên trên điện đồ. Hai bên vừa tiếp xúc với nhau, thanh quang và kim mang giao nhau, một tiếng ẩm phát ra, vang vọng khắp bầu trời. Lấy sự to lớn của kim võng, cho dù thiên lôi vô cùng hung mãnh thì vẫn vững vàng phiêu phù trong không trung, trong lúc nhất thời chặn được hơn phân nửa thanh hồ. Ngẫu nhiên có một số thiên lôi lọt lưới, cũng bị nguyên từ thần quang phía dưới đảo qua, không thấy bóng dáng. Hàn lập đứng trên đỉnh núi, nhìn tình hình trên không nhưng vẫn không có ý định lại phóng ra ít tà thần lôi, tựa hồ có dự định khác. Sau một lúc, kim sắc cử võng rốt cục vang lên tiếng oanh minh rồi vỡ vụn. Mà đợt lôi kiếp thứ hai cũng đã dừng lại, nhưng mây đen trên không trung giờ phút này đen như mực, quang cuồng dữ dội, cơ hồ chỉ vài lần hô hấp, trong mây liền hiện ra từng viên thanh sắc lôi cầu. Mỗi viên đều lớn bằng nắm tay, mặt ngoài bắn ra thanh quang, đồng thời chậm rãi chuyển động trong đám mây, hiển nhiên uy lực cường đại hơn rất nhiều so với điện hồ lúc trước. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng vài phần, hai tay trắng đen đồng thời hướng lên không trung. Nhất thời hôi sắc quang hà phát ra, ngưng tụ lại, trong đó mơ hồ hiện ra hư ảnh của một tòa tiểu sơn. Cơ hồ đồng thời ngay lúc đó, trên hôi quang bỗng nhiên hiện ra hư ảnh của năm đầu khô lâu, mỗi một cái đều lớn như bánh xa đồng thời há miệng, ngũ sắc quang diếm cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một tầng phòng ngự di động quanh nguyên từ thần quang. Tiếp theo Hàn Lập khẽ quát một tiếng, tiểu đỉnh xoay quanh trên đỉnh đầu chợt lóe linh quang, cuồng trướng gấp 10 lần, biến thành một cự đỉnh. Bên trong cự đỉnh ẩn ước phát ra tiếng xé gió, đợt thiên lôi thứ ba không chút lưu tình đánh xuống. Rất nhiều viên thanh sắc lôi cầu phảng phất như mưa đá, phát ra tiếng lôi minh quái dị, thành thế hơn xa hai đợt thiên lôi lúc trước với cảnh giới hóa thần sơ kỳ của Hàn Lập mà cũng có thể ngăn cản lưỡng sắc lôi kiếp thì hiển nhiên loại công kích này rất dễ ngăn cản. Lôi cầu vừa chạm vào ngũ sắc quang diễm thì một màn khó tin xuất hiện. Ngũ sắc dị mang thiểm động, tất cả lôi cầu đều bị trì hoãn lại, bị nhốt trong quang diễm. Trong nháy mắt, thanh quang trong quang diễm chấp động không thôi, hơn trăm lôi cầu đều bị cố định bên trong. Thân sắc Hàn Lập vừa động, hư ảnh tiểu sơn trong hôi sắc quang độ quay tròn, hôi quang bốn phía nhất thời đảo qua không trung, lôi cầu đầy trời khi bị nguyên từ thần quang đảo qua thì biến mất. Đồng thời, phía dưới cự đỉnh phát ra thanh quang, vô số lôi cầu quỷ dị xuất hiện tại miệng đỉnh. Một trận ầm vang phát ra, lôi cầu bị vô số thanh ti kéo vào cự đỉnh. Nhìn cảnh này, Hàn Lập lộ ra nụ cười. Sau nửa canh giờ, mây đen trên tiểu sơn dần dần tán đi, lôi kiếp đã sớm chấm dứt. Thân ảnh Hàn Lập lại xuất hiện trong mật thất mộc tinh động. Hắn khoanh chân ngồi trên một bồ đoàn, trước người là thanh sắc tiểu đỉnh đang huyền phù lúc này miệng đỉnh mở ra, mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp. Hàn lập nhìn tiểu đỉnh một lát, tay áo phất lên, tiểu đỉnh từ từ bay vào tay. Hắn vỗ một cái, từ bên trong bay ra một tiểu lôi cầu to cỡ quả trứng gà. Điện quang trên lôi cầu chấp lóe, mặt ngoài cuồng trướng không ngừng nhưng lại bị một chùm thanh ti vây lại, không thể dãy ra. Đúng là thiên kiếp chi lôi mà Hàn lập lấy được, thiên lôi này nói về uy lực thì hơn xa lôi điện bình thường. Có cơ hội, Hàn lập hiển nhiên sẽ thu lấy lôi điện này, dùng để luyện chế một số lôi châu. Chỉ có hai khối lôi châu thì có lẽ chỉ uy hiếp được tồn tại luyện hư kỳ một chút, nhưng nếu là mười mấy khối đồng loạt xuất ra thì ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải tránh lui ba thước. Ngoại trừ hai đợt thiên lôi đầu tiên thì hắn dùng lĩnh ngộ pháp môn ích tà thần lôi cản lại, còn những thiên lôi thừa thì đều bị hắn dùng hư thiên đỉnh thu vào. Thanh sắc lôi điện rất nhiều, đủ để luyện chế mười mấy khối lôi châu. Nhưng bởi vì uy lực của thiên lôi cho nên lôi châu này mạnh hơn hai khỏa lôi châu của hắn một chút, nhiều lôi châu như vậy, đủ để hắn dùng làm đòn sát thủ. Bất quá lần thiên kiếp này không có chút uy hiếp đối với hắn, nhưng mỗi lần thiên kiếp sau đó đều lợi hại hơn lần trước. Qua 7-8 lần nữa thì hắn không thể dễ dàng đón đỡ như vậy. Về phần tiến giai luyện hư kỳ sau khi độ đại thiên kiếp. Từ lần đầu tiên đã cực kỳ nguy hiểm, không ít tồn tại luyện hư kỳ chết trong lôi kiếp, vượt xa tiểu thiên kiếp. Bất quá cái đó nói sau, hiện tại cái hắn muốn làm chính là toát ra khỏi đại phiền toái trong địa nguyên này. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hàn Lập lại âm trầm xuống, một năm qua, yêu nữ Mộc Thanh này thật đúng là tận tâm đối với việc chỉ hắn khu lôi chi đạo. Hơn nữa hắn vốn có tạo nghệ thâm hậu ở phương diện ích tà thần lôi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ nắm giữ được cánh phóng thích cùng tế lôi chi quyết. Xem ra yêu cầu của Mộc Thanh cũng không thành vấn đề. Mà có lẽ cũng bởi như vậy, thái độ Mộc Thanh đối với hắn hỏa ái rất nhiều, bình thường ngoài việc truyền thụ khu lôi chi đạo thì ngẫu nhiên cũng chỉ điểm hắn một số vấn đề về tu luyện lấy cảnh giới của nữ tử này, chỉ điểm một gã hóa thần kỳ thì hiển nhiên làm cho hắn có lợi không nhỏ. Nhưng Hàn Lập đương nhiên sẽ không bởi vì vậy mà thành thật muốn ở lại đây. Trong lúc ở đây, hắn mấy lần dò xét lối ra, xem bốn phía có cấm chế hay có sơ hở gì không, cũng nghiên cứu cách bài trừ bốn đạo ấn ký trong cơ thể. Nếu như hai thứ này đều có cách giải quyết thì hắn đương nhiên sẽ trốn ngay. Nhưng kết quả lại làm cho hắn lạnh lẽo, cấm chế bốn phía một tinh động rất huyền ảo, vượt xa tưởng tượng, khi bị Mộc Thanh đóng cửa thì cả động quật cơ hồ trở thành một lồng giam thật lớn, hắn căn bản không thể lẳng lặng rời đi. Đương nhiên cũng không thể nói rằng Hàn Lập không thể bài trừ cấm chế nơi này. Vô luận là nguyên từ thần quang hay phệ linh thiên hỏa thì cũng vô cùng linh nghiệm đối với bài trừ cấm chế. Nhưng nếu thi triển hai loại thần thông này mạnh mẽ phá cấm, thì chỉ sợ bên này hắn vừa động thủ, Mộc Thanh bên kia đã lập tức phát hiện. Kết quả thì cũng có thể nghĩ được, về phần ấn ký của tứ đại yêu vương trong cơ thể thì càng thêm phiền toái. Ấn ký này phảng phất như mọc rễ trong cơ thể, dùng tất cả mọi cách mà cũng không cách nào khu động. Biện pháp duy nhất là dùng anh hỏa trong cơ thể luyện hóa từng chút một, nhưng ấn ký của yêu vương hợp thể kỳ không phải dễ luyện hóa như vậy. Đó là chưa nói đến việc hắn vừa chạm vào ấn ký, có thể lập tức bị chủ nhân của ấn ký phát hiện. Mà nếu hắn thật sự cường hành luyện hóa thì cũng mất hơn 3-4 năm. Kể từ đó, hắn cảm thấy rất buồn bực, bất quá hàn lập cũng không phải chỉ là người than khổ, hắn cũng đã tìm ra một cách khác đó là vào lúc cần thiết, dùng nguyên từ thần quang và ích tà thần lôi tạm thời che lại cảm ứng của ấn ký. Mặc dù vì sợ đả thảo kinh xa, Hàn Lập chưa từng thử qua nên không biết có được hay không. Bất quá hắn hiểu rất rõ sự thần diệu của hai loại thần thông này, ít nhất cũng có bảy phần nắm chắc. Đương nhiên loại che giấu này chỉ là tạm thời. Một khi bị tứ đại yêu vương phát hiện thì nhất định sẽ phát động ấn ký, phỏng chừng hắn không thể che giấu bao lâu. Hàn Lập thở dài một hơi, phảng phất như đem tất cả phiền não thổi ra ngoài, lập tức cầm tiểu đỉnh trong tay ném ra phía trước, chuẩn bị bắt đầu luyện chế lôi châu. Mặc dù nơi này là chỗ trước kia Mộc Thanh tu luyện, nhưng đã bị hắn hạ cấm chế, cũng không sợ bị đối phương âm thầm giám thị. Lúc này trong mật thất, tiếng lôi minh phát ra, Hàn Lập bắt đầu luyện chế khối lôi châu đầu tiên. Nhiều ngày sau, một đạo lục quang hướng phía hoa viên bay vụt đến, sau khi chợt lóe thì biến mất trong mật thất đại môn không thấy bóng dáng. Sau đó một lát, hoàng sắc đại môn mở ra, Hàn Lập nhíu mày từ mật thất đi ra, trên mặt tràn đầy vẻ kỳ quái. Hiện tại chưa tới ngày truyền thụ khôi lôi chi đạo, Mộc Thanh như thế nào phát truyền âm phù gọi hắn. Trong một năm nay chưa từng phát sinh chuyện như thế này. Trong lòng mang theo một tia nghi hoặc, Hàn Lập từ từ đi về phía hoa viên. Trong vòng chữ vật của hắn đã có hơn 30 thanh sắc viên châu, mỗi viên đầu nhỏ bằng ngón cái, thanh quang chói mắt. Để luyện chế lôi châu này, Hàn Lập đã hao hết phân nửa thiên lôi. Nếu không phải một thanh gọi hắn thì hắn chuẩn bị làm một hơi, luyện chế hết thiên lôi trong hư thiên đỉnh. Bất quá khi Hàn Lập đi đến thính đường thì không khỏi nhíu mày. Bởi vì trong thính đường, ngoại trừ Mộc Thanh thì bên cạnh bất ngờ lại là một gã huyết bào nhân, đúng là địa huyết lão quái. Hàn Đạo Hữu huyết đạo Hữu đến đây là cố ý tìm ngươi. Mộc Thanh cầm một chén trà, thản nhiên nói với Hàn Lập. chương 1465, huyết diễm sơn. Tìm vãn bối, Hàn Lập mặc dù đã có dự cảm, nhưng trên mặt vẫn hiện lên một tia kinh ngạc. Không sai, lão phu có việc tìm ngươi, chẳng lẽ đã quên truyền âm chi ngữ của ta lúc trước? Huyết bào nhân thanh âm phảng phất như bằng kim loại, vãn bối hiển nhiên không quên, tiền bối có gì cứ phân phó. Hàn lập trong lòng không khỏi nói thầm, nhưng lúc này sẽ không phủ nhận gì. Một tiên tử, người nghe thấy chưa, đây chính là hàn tiểu tử tự mình đáp ứng hỗ trợ, người trung quy không thể chối được nữa. Huyết bào nhân cười hắc hắc, thiếp thân không có gì chối cãi, bất quá huyết đạo hữu hẳn là rõ ràng, việc hàn đạo hữu nắm giữ ích tà thần lôi rất quan trọng. Ngươi nói ba tháng thì tuyệt đối không được, ta chỉ có thể cho ngươi kỳ hạn một tháng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đại sự của ta. Một thanh bất động thanh sắc nói, một tháng căn bản không thể làm hết chuyện của ta, việc luyện chế khôi lỗi của ta vô cùng quan trọng, đồng dạng không thể chậm trễ. Nếu không thì đưa hắn cho ta mượn hai tháng, như vậy miến cưỡng cũng đủ dùng. Huyết lão quái trầm ngâm một chút rồi nói, chỉ thêm được nửa tháng, một ngày cũng không được nhiều hơn, Mộc thanh trong hắc quang lạnh lùng nói, bộ dạng không chút khách khí. Được, vậy thì một tháng rưỡi, bất quá muốn mượn truyền tống trận của mộc tiên tử dùng một chút. Huyết bào nhân mục quang chấp động, gật đầu nói, truyền tống thì không có vấn đề, ta sẽ trực tiếp truyền bọn ngươi đến huyết diễm sơn. Đến lúc đó ta cũng sẽ tự mình quay về, thanh âm mộc thanh vừa chậm, thầm ý nói, ha ha, việc này tuyệt không thành vấn đề, hàn tiểu tử, đi theo ta. Huyết bào nhân cười ha ha, đứng dậy, nửa ngày sau, trên một ngọn núi lớn, một truyền tống trận bí ẩn trên bãi đá chợt lóe hắc quang, hai bóng người hiện ra. Đúng là Hàn Lập và Huyết Bảo Nhân, Hàn Lập vừa mới tỉnh táo lại từ trong mê muội, nhưng nhìn tình hình trước mắt lại ngẩn ra. Chỉ thấy bên cạnh truyền tống trận bất ngờ có một Huyết Bảo Nhân khác. Người này thấy Hàn Lập nhìn lại thì phát ra tiếng cười quái dị. Hàn Đạo Hữu người cũng nhìn thấy rồi, đây là tứ đại tử huyết khôi lỗi của ta, nhưng muốn người ra chỉ thêm ích tà thần lôi một chút, chỉ có như vậy mới có thể tăng thêm công dụng lớn. Tử huyết khôi lỗi, Hàn Lập nghe xong thì dùng mình. Ha ha, chuyện cụ thể như thế nào thì ta sẽ nói sau. Tựa hồ bởi vì cần đến Hàn Lập cho nên vị huyết bào nhân này hết sức khách khí. Hàn Lập đương nhiên sẽ không phản đối, đi theo hai người bay đến ngọn núi lớn phía trước. Ngọn núi cao chừng 4, 5 ngàn trượng, hai gã huyết bào nhân mang theo Hàn Lập bay thẳng đến sườn núi. Kết quả, một vách núi cao hơn trăm trượng xuất hiện trước mắt. Một gã huyết bào nhân tiến lên vài bước, tay bắt huyết, miệng lẩm bẩm, tay kia bỗng dơ lên, một màn khó tin xuất hiện trước mặt. Cả vách núi rung động, phát ra tiếng ầm ầm, hắc quang chấp động, biến ảo thành một cái đầu dao bằng đá, trên đầu dao đột nhiên hiện ra đôi mắt thật lớn, lộ ra con người màu đỏ. Sau khi ánh mắt lạnh như băng đảo qua trên người hai gã huyết bào nhân thì đầu dao chậm rãi mở miệng, lộ ra một thông đạo. Vào đi, một gã huyết bào nhân mặt không biến sắc nói, tên còn lại cũng sóng vai đi vào. Trên mặt hàn lập kinh ngạc, đánh giá đầu dao chốc lát rồi đi vào. Bên trong thông đạo rộng vô cùng, cao chừng 4 năm trượng, vách tường bốn phía cũng dùng đá đen tạo thành. Cứ cách một đoạn lại dùng một viên dạ minh châu lớn cỡ ngón cái khảm vào. Hai huyết bảo nhân sóng vai đi phía trước, từ sau khi tiến vào thông đạo thì vẫn không nói một lời. Bất quá sau khi xuyên qua thông đạo, tiến vào lòng đất hơn trăm trượng thì trước mặt trở nên trống trải, đồng thời xuất hiện bảy tám cái cửa đặt song song, tất cả đều độc nhất vô nhị. Tình hình này làm cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, nhưng hai gã huyết bào nhân không chút dừng lại, tùy ý đi vào một thông đạo. Cả tòa núi phảng phất như rộng lớn vô cùng, khắp nơi đều là thông đạo chẳng chịt, giống như một mê cung. Hơn nữa trong thông đạo này thường có thể nhìn thấy nhiều khôi lỗi với các hình thái khác nhau, ở bên trong đi tuần tra. Khôi lỗi này kim quang chói mắt, toàn thân dùng kim loại luyện chế thành, hành động linh hoạt, nhưng lại chỉ dùng linh mục điêu khắc thành. Vô luận loại khôi lỗi nào cũng tản ra linh áp kinh người, thậm chí có vài khôi lỗi đặc thù, thực lực ước chừng cấp hóa thần hàn lập sau khi nhìn thấy thì trong lòng vô cùng khiếp sợ lấy kiến thức hắn hiển nhiên có thể nhìn ra huyết lão quái tại khôi lỗi chi đạo sâu không lường được tuyệt đối trên đại diễn thần quân đương nhiên đây cũng không phải là thiên phú cao hơn nhiều so với đại diễn thần quân mà là lấy kiến thức hợp thể kỳ cộng thêm tài nguyên phong phú ở linh giới chỉ riêng hai điều kiện đó căn bản đã không thể so sánh đi theo hai gã huyết bào nhân quẹo phải quẹo trái liên tục sau khoảng thời gian một nén nhang thì trước mắt hàn lập sáng ngời từ trong mê cung đi ra phía trước xuất hiện một hồ nước đỏ đậm, khí tức cực nóng đập vào mặt. Đúng là một hồ nham thạch thiên nhiên dưới đất, dung nham trên mặt hồ nổi lên từng đoàn lửa, cung điện không tính là to nhưng cũng hơn ngàn trượng. Cả cung điện tản ra một cổ khí tức huyết tinh nồng đậm, nhưng hết lần này đến lần khác lại được kiến tạo rất tinh xảo. Một viên tinh thạch màu đỏ to mấy trượng, vây quanh cung điện là những tia máu yêu dị. Hàn Lập thấy vậy thì ngẩn ra, tinh thạch lớn như thế, cơ hồ lập tức khiến Hàn Lập nghĩ đến tinh thể cổ quái trong phong linh tháp tại thiên bằng tộc, đồng dạng cũng vô cùng lớn và thần bí. Xem ra trên đó khẳng định cũng có cấm chế cực kỳ lợi hại. Huyết bào nhân mang theo Hàn Lập bay đến hồ dung nham, rồi độn quang xuống. Tiếp theo một người trong đó vung tay áo lên, một quả chuông màu vàng nhất thời bay vụt ra phát ra tiếng đinh đang, rơi vào trong tay huyết bào nhân. Hoàng quang chợt lóe một tiếng thanh linh phát ra. Sau khi tiếng chuông truyền vào tai thì Hàn Lập chỉ cảm thấy thần thức rung động một trận, cả người nhất thời vô lực. Hắn thất kinh, vội vận chuyển đại diễn quyết trong cơ thể, thần thức mới lần nữa ổn định. Tiếp theo thối lui ra từng bước, hai mắt nhìn về phía hai gã huyết bào nhân. Mặc dù hắn không tin rằng đối phương sẽ đột nhiên động thủ với hắn tại đây, nhưng sự cảnh giác vẫn không chút nào buông lòng. Kết quả một gã huyết bào nhân đột nhiên quay lại, lạnh lùng đánh giá hàn lập một cái, thấy hắn vẫn duy trì thanh tỉnh thì trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà lúc này, từ trong hồ dung nham đối diện, dung nham chợt chấn động kịch liệt, một cửa thú dài 10 trượng từ bên dưới đi ra. Thân hình giáp xác, phảng phất như cửa quy, nhưng hết lần này đến lần khác lại có xúc tu, đầu lâu quỷ dị, trên trán lại có sừng màu đỏ tươi. Con thú này tựa hồ bị tiếng chuông triệu hồi ra, sau khi trồi lên mặt hồ lập tức rẽ dung nham bơi thẳng đến đám người Hàn Lập. Đây là thú trông cửa của bổn tọa, là độn quy thú. Con thú này trời sinh thân thể hỏa linh, nhưng đồng thời có thể phóng ra ba loại linh diễm khác nhau. Trong dung nham nó có uy lực vô cùng lớn lúc bổn tọa thu phục nó cũng mất rất nhiều khí lực. Mà bổn tọa muốn vào huyết diễm cung thì nhất định phải thông qua con thú này. Một gã huyết bào nhân cười hắc hắc, hướng hàn lập nói. Thần thông của tiền bối quả nhiên cao siêu, vãn bối cực kỳ bội phục. Hàn lập nghe xong lời này thì trong lòng chợt động, lập tức nhìn về phía bầu trời, sau đó sắc mặt đại biến. Dưới minh thanh linh mục, không trung phía trước bất ngờ hiện ra vô số sợi tơ quỷ dị trong suốt, đan vào nhau, bộ dáng gắn kết cả với hồ nước mà trên đầu tơ tầng cũng có một khối tinh thạch thật lớn. Nếu là người không biết rõ, từ trên không trung lao xuống thì hậu quả cũng có thể nghĩ được. Khóe miệng Hàn Lập co quắp một chút, hít một ngụm lương khí. Lúc này quy thú đã bơi đến bờ, ba cái đầu lâu hướng về hai gã huyết bào nhân kêu lên, tiếng kêu quái dị như tiếng của con ếch. Một gã huyết bào nhân giơ tay lên, một viên cầu đen thui mang theo một cổ tinh phong bắn ra. Yêu thú dùng một đầu phun ra một đám mây đỏ, đem hắc cầu thu vào miệng, sau đó cúi đầu xuống. Ba cái đầu còn lại cũng phát ra tiếng kêu trầm thấp, con thú này phảng phất vô cùng vui sướng, sau đó thân hình vừa chuyển, cái đuôi thô to đặt lên bờ. Hai gã huyết bảo nhân đi dọc theo đuôi, không chút hoang mang leo lên lưng thú, sau đó xoay người lại, bốn mắt đồng thời nhìn chăm chú về phía Hàn Lập. Hàn Lập thở dài một hơi, thân hình vừa động, cũng đi lên lưng thú. Một gã huyết bảo nhân rung chuông, quy thú lập tức chở ba người bơi đến giữa hồ. Hồ dung nham cũng không lớn, chỉ chốc lát yêu thú đã chở ba người đến trước cung điện. Ba người lúc này mới bay lên không, đến trước cửa điện. Hai chân Hàn Lập vừa mới chạm đất thì cửa cung điện vốn đóng chặt bỗng nhiên chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra hai đội người. Một đội cả người mặc hồng giáp, cầm một thanh hỏa qua, toàn thân được vây trong hỏa diễm. Một đội khác được bao phủ trong hôi vụ, bên trong mơ hồ có từng đạo hắc ảnh ẩn hiện. Thần niệm Hàn Lập đảo qua thì phát hiện hai đội người này có khí thức sinh mệnh, cũng không giống như khôi lỗi hai đội cổ quái này đi đến lập tức thi lễ với hai gã huyết bào nhân đem âm hỏa điện mở ra bổn tọa muốn chiêu đãi hàn đạo hữu một chút một gã huyết bào nhân nói vừa nghe lời này hai đội người lập tức yên lặng thi hành một nửa đội lập tức phản hồi vào trong điện nửa đội khác cung kính phân ra hai bên những người này không nói lời nào dường như căn bản không biết nói hàn lập thấy vậy thì mặc dù bên ngoài không có gì dị thường nhưng trong lòng lại một phen kinh nghi Chương 1466, Linh thị, tử huyết khôi lỗi. Nhưng ngay khi Hàn Lập đánh giá tồn tại cổ quái này thì một gã huyết bào nhân đột nhiên nói, "Như thế nào, Hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú với linh thị sao?" Linh thị, vãn bối kiến thức hạn hẹp, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Hàn Lập ngẩn ra, thành thật trả lời, "Hắc hắc, đạo hữu không nghe nói cũng không có gì ngạc nhiên, linh thị này vốn là một loại bán khôi lỗi mà lão phu luyện chế." Giọng nói huyết bào nhân kia có một tia đắc ý bán khôi lỗi vãn bối sau này cũng muốn nhìn một chút hàn lập chợt kinh ngạc cung kính trả lời hàn đạo hữu cảm thấy hứng thú với linh thị xem ra cũng hiểu về khôi lỗi thuật lão phu có thể chỉ điểm cho người một chút nhưng hiện tại chúng ta đi đến âm hỏa điện cái đã một huyết bào nhân khác chợt lóe dị quang nói hàn lập tự nhiên sẽ không phản đối gật đầu đáp ứng vì thế đoàn người đi vào trong cung điện cửa điện tự đóng lại mà quy thú đứng trước cửa điện cũng thản nhiên lặn xuống hồ dung nham sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập và hai gã huyết bào nhân xuất hiện trong một tòa điện diện tích hơn trăm trường. Nơi này bất luận là đồ vật hay thứ gì đi nữa thì cũng đều dùng hắc hồng ngọc thạch quái dị luyện chế thành, chạm vào có cảm giác nóng bức, nhưng khi nhiệt lượng này chui vào cơ thể lại biến thành lạnh. Nóng lạnh có chút kỳ diệu, Hàn Lập cảm thụ được điều này nên âm thầm để ý. Lúc này hắn đã ngồi một bên điện phủ, mà ở giữa tự nhiên là hai gã huyết bào nhân sóng vai ngồi. Trên bàn trước mặt ba người là một số rượu ngon quả lạc, cùng một vài người đứng bên cạnh hầu hạ. Mỗi khi uống rượu, bóng người cung kính tiến lên rót rượu. Bóng người này khác với những bóng người tại cửa điện, chẳng những mỗi người đều có vóc dáng thon thả, hơn nữa từ trong vũ khí lại tản mát ra hương thơm, làm người ta cảm thấy thoải mái. Gần gũi như thế, Hàn Lập tự nhiên nhận ra đây là Linh Thị, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên vẻ như nghĩ tới cái gì đó. Hàn Đạo Hữu nhìn ra chỗ ảo rượu của Linh Thị sao? một gã huyết bào nhân sau khi uống cạn một chén rượu thì bỗng nhiên tựa cười mà không cười hỏi vãn bối ngu dốt chỉ nhìn ra linh thị này giống như linh mà không phải linh giống như vật mà không phải vật cụ thể thì không thể nhìn ra hàn lập cười một chút rồi trả lời hay cho câu giống linh mà không phải linh giống vật mà không phải vật linh thị này đích xác là một loại nửa linh vật hành động của chúng giống như thường nhân nhưng bản thân không có tinh hồn nguyên thần hiện tại chỉ là phản ứng trong tiềm thức bị ta lợi dụng khôi lỗi bí thuật khống chế mà bản thể chúng nó là do ta từ huyết diếm trong núi phát hiện ra hai loại linh thể không thể mở ra linh trí, sau đó lại dùng khôi lỗi thuật điều khiển. Một huyết bào nhân khác nghe thế thì cười nói, rốt cuộc giải thích ra lai lịch của linh thị. Đem linh thể luyện chế tiến vào khôi lỗi chi thuật, Hàn Lập nghe vậy có chút động dung, cơ hồ lập tức nghĩ tới mình từng dùng nguyên anh thứ hai điều khiển khôi lỗi. Không sai, loại linh thể này chưa hình thành nguyên thần và tinh hồn, cho nên cực kỳ ôn thuật, lại có linh tính nhất định. Một số lệnh đơn giản cũng có thể làm tốt hơn nữa bản thân còn có thể cùng khôi lỗi chi khu hòa thành một thể thật sự là tài liệu tuyệt vời để luyện chế linh thị lão phu cũng bởi vì điều này mới ở tại huyết diễm sơn huyết bào nhân nói đây là do tiền bối tinh thông khôi lỗi chi đạo nếu không thì người khác ngay cả khi phát hiện ra cũng không có cách vận dụng đừng nhìn lão quái nói đơn giản nhưng một khi đem loại linh vật này dung nhập vào khôi lỗi lại vô cùng phức tạp tinh thông khôi lỗi thuật như hắn hiển nhiên biết rõ điều này cho nên hai câu này hàn lập thật sự có chút thật lòng tiểu hữu nếu thích thì cứ cầm lấy bí thuật địch linh nhập vật này. Hai gã huyết bào nhân tựa hồ nhìn ra điều gì, sau khi liếc mắt một cái thì một người nói. Tại hạ chưa dốc sức vì tiền bối, sao dám dễ dàng mặt dày nhận lễ vật. Hàn lập có chút ngoài ý muốn, mặt lộ vẻ trần chờ Ha ha, bất quá chỉ là chút tài mọn, hàn tiểu hữu không nên khách khí, trong tháng sắp tới, lão phu còn nhiều việc cần tiểu đạo hữu tương trợ. Một gã huyết bào nhân mỉm cười, khách khí nói, tâm niệm hàn lập nhanh chóng xoay chuyển, chỉ có thể đứng dậy cảm ơn. Huyết tiền bối, vãn bối đã tới đây, cần phải trợ giúp luyện chế khôi lỗi như thế nào thì có thể nói cho vãn bối biết một chút được chăng? Hàn lập ngồi xuống ghế, hơi trầm ngâm hỏi. Việc này không cần vội, tiểu hữu mới đến huyết diếm cung, trước tiên cứ uống rượu, hôm nay nghỉ một đêm cho khỏe, ngày mai bàn cũng không muộn. Huyết bào nhân khoát tay, không muốn bàn đến việc này. Hàn lập cười khổ một tiếng, chỉ có thể tiếp tục uống rượu. Đột nhiên vang lên hai tiếng bốp bốp, huyết bào nhân vỗ tay một cái. Ngay khi thần sắc hàn lập vừa động, ngoài cửa điện truyền đến tiếng bước chân, một mùi thơm khác sộc vào mũi, tiến vào là 12 nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, mỗi người mặc một loại quần áo, vóc dáng nổi bật. Đây là, hàn lập đào qua trên người những nữ tử này thì lộ vẻ đã hiểu, những nữ tử này đúng là linh thị độc nhất vô nhị, bất quá trên mặt lại lãnh đạm vô cùng, lộ ra hình dáng thật. Bản thân các nàng không biết được luyện chế từ loại tài liệu nào, vô luận là màu da hay cử chỉ đều giống như nữ tử linh tộc, thậm chí sau lưng còn xuất hiện một đôi cánh màu xanh nhạt. Trong mắt linh quang chấp động, Hàn Lập không thấy trên người các nàng có ảo thuật gì, đích xác là diện mạo thật. Khôi lỗi chân thật như thế khiến Hàn Lập có chút hoảng sợ. Tại nhân giới, hắn có thể luyện chế khôi lỗi nguyên anh hậu kỳ giấu được tai mắt người khác chính là vì đã dùng xuất linh nguyễn ngọc, hơn nữa khôi lỗi có tu vi nguyên anh hậu kỳ, không phải người bình thường có thể dùng thần niệm nhìn thấu, cho nên mới có thể khi đối địch làm cho đối phương bị mê hoặc, vì thế không thể nhận ra chân thân. Mà bản thân linh thị này hiển nhiên không phải là sắt linh Nguyễn Ngọc, thậm chí hắn miễn cưỡng thả ra thần niệm đảo qua trên người những nữ tử này, kết quả là không nhìn thấu. Điều này không khỏi khiến hắn trầm ngâm một chút, nếu như nói muốn tìm một chút điểm khác biệt so với thường nhân thì chỉ có thể là ánh mắt, phảng phất không linh hoạt. Ngao lúc này lại xuất hiện một đám nam tử, đám người này trong tay đều cầm những nhà cụ cổ quái, ngồi dưới đất. Một lát sau, âm nhạc nổi lên làm cho lòng người thoải mái mà thân hình những mỹ nữ lại di động múa theo điệu nhạc chỉ thấy eo nhỏ của nữ tử như hoa trong lúc nhất thời quần áo xoay tròn hương thơm tỏa ra khắp nơi hàn lập ngồi ngay ngắn bất động tựa hồ cũng bị những nữ tử dị tộc này hấp dẫn hai mắt không khỏi híp lại hai gã huyết bào nhân ngồi trên cao nhìn hàn lập vài lần thấy bộ dáng trầm ngâm của hắn thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái sau thời gian một bữa cơm tiếng nhạc ngừng lại tất cả nữ tử đều dừng lại đứng bất động tại chỗ. Hàn Tiểu Hiếu, người cảm giác những vũ nữ linh thị này thế nào, mặc dù các nàng không phải là linh thị hộ vệ, nhưng cũng tinh thông rất nhiều loại tiệc rượu. Năm đó lão phu nhất thời mừng rỡ, đã tốn một chút công phu cho việc này. Một gã huyết bào nhân đột nhiên cười nói, đích thật vô cùng tinh xảo, nhìn không khác gì người thật. Hàn lập nhẹ than thở nói, ha ha, nếu tiểu hữu thích thì lão phu sẽ tặng tất cả 12 vũ nữ và 14 nhạc sĩ cho tiểu hữu. Huyết bào nhân mỉm cười nói, lập tức một huyết bảo nhân khác vỗ tay sau đó vài sợi tơ máu từ lòng bàn tay hai gã huyết bảo nhân bắn nhanh đến linh thị linh thị đều ngã xuống phảng phất như vật chết lúc này huyết bà nhân lại hướng về phía dưới vỗ nhẹ một chảo nhất thời trong quang hà hình thể linh thị trong nháy mắt thu nhỏ lại biến thành tượng gỗ cỡ vài tấc sau đó bay lên không hướng về phía hàn lập rơi xuống trước bàn xếp thành một hàng ấn ký trong cơ thể linh thị đã bị ta thu hồi tiểu hữu chỉ cần dùng bí thuật mà ta đưa là sẽ dễ dàng khu xử Huyết bào nhân cười nói, tiền bối, không công không hưởng lộc, như thế nào vãn bối dám tiếp nhận. Hàn lập cúi đầu nhìn linh thị trước mặt, vẻ mặt có chút cổ quái, cuống quyết từ chối. Hắc hắc, bất quá chỉ là vài thứ đồ chơi mà thôi. Như thế nào, tiểu hữu chẳng lẽ cảm thấy lễ vật của ta quá kém, khinh thường sao? Một gã huyết bào nhân trầm sắc mặt, thanh âm lạnh lùng nói. Hàn lập vừa nghe vậy thì sắc mặt chợt biến, lập tức cười khổ ôm quyền nói nếu tiền bối đã yêu ái như thế vãn bối không thể bất kính tay áo phất một cái nhất thời thanh quang lóe lên tất cả linh thị đều biến mất ha ha thế là tốt rồi đây là bí thuật ta luyện chế ra linh thị các phương pháp tế luyện đều có trong đó tiểu hữu có thể từ từ nghiên cứu đối với sự trợ giúp cho lão phu cũng có chỗ hữu dụng huyết bào nhân gật đầu hài lòng tên còn lại giơ tay bắn ra một ống trúc đa tạ tiền bối nếu đối phương cố ý đưa thì hàn lập cũng không khách khí tạ ơn một tiếng rồi giơ tay bắt lấy. Thu lấy ống trúc, Hàn Lập lại tiếp tục dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của lão quái mà ở tại âm hỏa điện thêm nửa cảnh giờ, sau đó mới kết thúc. Sau đó hắn được những linh thị kia an bài một chỗ nghỉ ngơi trong điện. Hàn Lập vừa mới đóng cửa lại, lập tức lấy ra trận kỳ, tay giơ lên, mười mấy đạo quang mang bắn nhanh ra, biến mất trong hư không. Một tầng quang mạc màu bạc hiện ra, di rộng trên bốn phía vách tường. Lúc này Hàn Lập mới thở ra một hơi, ngồi khoanh chân xuống bổ đoàn, hai mắt khép hở tự định giá huyết lão ma lấy thân phận yêu vương hợp thể kỳ khách khí với hắn như vậy thật sự có chút không bình thường làm cho hắn cảm thấy một sự quỷ dị khó hiểu chẳng lẽ việc trợ giúp luyện khôi lỗi lại khó khăn rất nhiều sao nếu không thì sao lại khiến lão quái tốn tâm tư như thế hàn lập nhẹ lắc đầu cảm giác khó hiểu nhưng cho dù đối phương không làm việc này thì hắn cũng không dám không hết sức hơn nữa còn có thần bí nhân kia tựa hồ ngọc thanh và nguyên giao mỹ phụ họ lam cũng rất muốn mượn sức hắn xem ra ngoại trừ việc bài trừ cấm chế thì còn có nguyên do khác, hơn phân nữa là có liên quan đến việc hắn nắm giữ ích tà thần lôi. Tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển, chỉ chốc lát đã phân tích được 7-8 phần. Qua một hồi lâu, hắn nhẹ thở ra một hơi, lần nữa mở hai mắt. Mặc dù không biết chắc yêu vương có mưu đồ gì, nhưng bản thân đang nguy hiểm nên không cần phải quan tâm. Ánh mắt Hàn Lập chấp động vài cái, đột nhiên tay áo rung lên, hơn 10 tượng gỗ màu sắc khác nhau bắn nhanh ra, đám người xoay quanh rồi trôi nổi phía trước tay hắn phất một cái, một người trực tiếp rơi xuống tay, làm quang trong mắt chợt lóe, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Có lẽ do khoảng cách xa mà không thể nhìn rõ sự ảo diệu của linh thị, nhưng hiện tại tay đang cầm, hắn đem thần niệm trực tiếp rót vào tay. Một lát sau, Hàn Lập chợt mang vẻ dị sắc ném người trong tay lên không chung, sau đó nắm lấy một tên khác, cứ như vậy lặp đi lặp lại, sau chừng một khắc thì hắn đã kiểm tra qua tất cả. Mặc dù bên trong mỗi tên đều có trận pháp huyền ảo, lấy tạo nghệ hiện tại của hắn thì không thể nhìn ra điều gì nhưng không giống như bị động tay động chân hay là lưu lại ấn ký gì đương nhiên hàn lập vẫn không hoàn toàn khẳng định dù sao thì linh thị vẫn là thuật viễn siêu so với nhân giới cũng may mà huyết lão quái đem thuật này giao đầy đủ cho hắn hắn chỉ cần khổ tâm nghiên cứu thì cũng có thể hiểu rõ khôi lỗi thuật này đến lúc đó những tên này có chuyện hay không thì hiển nhiên có thể biết rõ trước đó hắn sẽ không vận dụng mấy thứ này để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn trong lòng nghĩ vậy, Hàn Lập lật tay lấy ra một cái hộp màu vàng nhạt, trên đó có dán phù văn kỳ lạ, vừa nhìn là biết không phải vật thường. Hàn Lập phất tay đem tất cả vào hộp rồi dán thêm nhiều loại phù khác lên trên. Sau khi làm xong tất cả, Hàn Lập mới thật sự thả lỏng, mới đưa ống trúc ra, dùng thần thức nhập vào nghiên cứu một phen. Hắn rất nhanh trầm tịch trong một loại bí thuật mới tinh ảo diệu. Cho đến khi ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa, hắn mới tỉnh lại, phất tay giấu đi ống trúc rồi đứng dậy. Cửa mở ra, một tên linh thị đang đứng chờ. Danh linh này không thể nói chuyện, nhưng sau khi phất tay thì một đoàn huyết quang phát ra, bên trong truyền đến thanh âm lo lắng của huyết lão quái, "Tiểu Hữu, mời đi theo tên linh thị này đến huyết luyện đường. Ta muốn chính thức bàn về chuyện luyện chế khôi lỗi." Chỉ ngắn ngủn một câu, sau đó thanh âm huyết lão quái cũng biến mất, đồng thời huyết quang cũng tiêu tán. "Đi trước dẫn đường đi." Hàn Lập không khách khí, phân phó một tiếng. Linh thị khom người rồi phiêu phiêu bước đi không một tiếng động. Nếu hôm qua chưa tìm hiểu khôi lỗi bí thuật của huyết lão quái thì có lẽ Hàn Lập còn có hứng thú, nhưng hiện tại nhìn thoáng qua thì lại không chút biểu tình. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập xuất hiện tại một chỗ bí ẩn trong huyết diếm cung, cảnh vật xung quanh khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Huyết luyện đường này đúng là dùng một khối thủy tinh lớn xây dựng trên nền dung nham. Ước chừng 3-400 trượng, bốn vách tường đều có bạch quang chấp động. Nhìn xuyên qua lớp thủy tinh thì chỉ thấy khắp nơi bên ngoài toàn là dung nham, mà vách thủy tinh lại không chút sứt mẻ, trong thính đường cũng không hề cảm thấy nóng. Nhưng tất cả những thứ này cũng không khiến Hàn Lập giật mình, mà cái khiến hai mắt hắn nhìn chăm chú chính là một thân người cao ngàn trượng phía trong dung nham, phảng phất như một siêu đại khôi lỗi. Khôi lỗi này thân mặc chiến giáp đen thui, song trưởng cũng đen, da thịt lóe ra ánh hồng, nhưng khi nhìn thấy đầu nó thì Hàn Lập lại lạnh người. Trên đầu khôi lỗi chẳng những có một cái sừng trắng, mũi sư tử, mà lại còn có thêm bốn con mắt quỷ dị màu đỏ hai con mắt giống như thường nhân hai con xuất hiện hai bên trái phải hai con còn lại thì lại xuất hiện phía sau đầu mỗi con mắt đầu chuyển động phát ra hàn quang lành lạnh làm cho người ta có cảm giác nổi da gà đây là tử huyết khôi lối của tiền bối sao nhìn qua hình như có linh tính chẳng lẽ tiền bối đã dùng bí thuật dung linh nhập thể nhìn khôi lối một lúc hàn lập hít sâu một hơi rồi mở miệng nói hắc hắc xem ra tối qua tiểu hữu quả thực đã nghiên cứu không ít bí thuật khôi lỗi không sai đích xác là dung linh nhập thể bất quá chỉ là một chút mà thôi trong đó lão phu tự mình để lại một tia phân thần tại thính đường xuất hiện một gã huyết bào nhân hắn thấy hàn lập kinh ngạc thì cười quái dị nói thì ra là thế vãn bối cũng hiểu được khôi lối kinh khủng như thế căn bản không thể tự nhiên khu xử lấy thần niệm cường đại của tiền bối thì cho dù một tia phân thần cũng tuyệt đối không thành vấn đề hàn lập sốt cuộc rời ánh mắt khỏi khôi lỗi cười khổ nói tiểu hữu cũng từng thấy qua khôi lỗi của tại hạ biết lão phu vì sao muốn đạo hữu tới huyết diếm cung, ngây ngốc trong thời gian dài như thế. Ta cũng không muốn tiểu hữu làm chuyện gì khác, chỉ cần tiểu hữu quán chú vào khôi giáp một chút ích tà thần lôi là được. Sau đó ta căn cứ vào biến hóa của thần lôi, tùy thời làm một chân cải biến. Trong quá trình đó không được có chút phân tâm, nếu không sẽ uổng phí tất cả công sức trước đó. Lời nói của huyết lão quái chợt trở nên nghiêm trọng, vâng, vãn bối tất cả đều nghe theo tiền bối chỉ huy, chắc chắn sẽ làm người hết sức hài lòng. Hàn Lập nói, tốt lắm, tiểu hữu yên tâm, lão phu sẽ không để ngươi không công, sau khi luyện chế xong khôi lỗi, ngoại trì phương pháp luyện chế linh thị lúc trước, lão phu sẽ cấp cho đạo hữu một số đồ vật khác. Huyết lão quái sau khi nghe xong thì dường như cực kỳ cao hứng, vui vẻ cười lớn nói. Lập tức chỉ thấy huyết bào nhân bắt quyết, đồng thời trong miệng niệm chú. Một màn khó tin xuất hiện trước mắt, chỉ thấy đầu khôi lỗi phía dưới trở động, sáu con mắt đỏ tươi đồng thời chấp động, hai tay cũng bắt quyết, nhất thời quanh thân phát ra vạn đạo tử mang. Nơi tử mang đi qua, dung nham lập tức thối lui, trong nháy mắt kết thành một tử sắc kết giới thật lớn phía dưới. Cơ hồ đồng thời lúc đó, bạch quang dưới chân huyết bào nhân chợt lẽ, nguyên bản mặt thủy tinh cực kỳ kiên cố bỗng hư ảo rồi biến mất, thân hình hai người nhất thời rơi xuống. Mặc dù Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhưng đôi cánh sau lưng run lên, tự ổn định thân hình. Mà huyết lão quái thì thả ra huyết quang, thân hình Hàn Lập hạ xuống, nháy mắt đã đứng tại một chỗ cao trên đầu khôi lỗi con mắt đỏ của khôi lỗi trật động nhìn thẳng vào hàn lập hàn khí sau lưng hàn lập nổi lên thân hình ngưng trệ phảng phất như bị một cổ cự lực vô hình vây lấy trong nháy mắt sắc mặt hàn lập đại biến mồ hôi hột suốt đầy trên trán cũng may yêu mục chuyển qua chỗ khác lập tức khôi phục vẻ bình thường lúc này hàn lập mới thở nhẹ một hơi vuốt mồ hôi trên trán giờ phút này hắn mới hiểu được tại sao huyết lão quái lại coi trọng khôi lỗi này như thế nếu chỉ luận về thực lực của tử huyết khôi lỗi thì sợ rằng còn mạnh hơn cả huyết lão quái nếu không sẽ không thể tạo ra áp lực lớn như vậy mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã xuất ra phá diệt pháp chống cự lại ánh mắt đáng sợ kia cũng may nhờ có đại diễn quyết mới có thể miễn cưỡng nhịn được có thể thấy được khôi lỗi này chẳng những vô cùng to lớn mà thần niệm lại càng huyền diệu trong lòng có chút hoảng sợ hàn lập cũng không dám đứng trên đầu nó nữa nhanh chóng bay xuống phía dưới tới ngay trước ngực khôi lỗi huyết bào nhân đã sớm chờ hắn ở chỗ này, ánh mắt hàn lập đảo qua, có chút ngẩn người, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Chiến giáp này nhìn gần thì bóng loáng như gương, chẳng có bộ dáng của trận phụ. Chẳng lẽ lão quái muốn, hàn lập có chút nói thầm, hàn huynh, bởi vì muốn phối hợp với ích tà thần lôi của ngươi, cho nên ta sẽ đem minh ấn phủ trận trên khôi giáp diễn giải một lượt cho ngươi. Sau đó lúc bắt đầu minh ấn phủ trận thì ngươi sẽ rót ích tà thần lôi vào, sau khi hoàn thành ta mới có thể đem phù trận cùng ích tà thần lôi phong ấn. Nếu có gì không ổn ta sẽ tùy thời báo cho người biết. Lời này của huyết lão quái làm hàn lập cứng người, chương 1467, hai loại phù lục. Chuyện đem ích tà thần lôi quán chú vào phù trận so với được nói hoàn toàn khác nhau. Lúc trước thì bảo dễ, lúc sau lại bảo phải phối hợp kỹ từng bước, rồi lại hao phí nhiều tâm thần, chẳng lẽ đây là lý do đối phương đối xử tốt với hắn. Trong lòng hàn lập không quá xác định, bất quá mặt vẫn không biến sắc, đáp ứng. Thấy biểu hiện cung thuận của Hàn Lập, huyết lão quái gật đầu hài lòng. Thân hình huyết lão quái hạ xuống, bay tới phía trước vài bước tới trước ngực khôi lỗi. Tay áo phất một cái, một cái bình nhỏ màu đỏ nhạt bắn ra. Huyết lão quái khoát tay, mở nắp bình ra, nhất thời một đoàn chất lỏng màu tím bay ra, xoay đó lơ lửng trên không trung, linh quang thản nhiên chấp động. Mà cả người huyết lão quái lại bị huyết bào bao phủ, thần quang trong mắt ngưng trọng, pháp quyết trong tay biến ảo không ngừng, cực kỳ huyền ảo. Hàn đạo hữu cần phải nhìn thật kỹ, phù trận này có thể tạo ra nhiều chỗ thần diệu, lát nữa ta sẽ giảng giải kỹ hơn, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem ngộ tính của đạo hữu. Nếu lĩnh ngộ nhiều, phối hợp với phù trận của lão phu cũng dễ dàng hơn. Mọt thanh âm quái dị đột nhiên vang lên phía sau Hàn Lập. Hàn Lập cả kinh, quay đầu lại mới phát hiện ở phía sau không biết từ khi nào xuất hiện một huyết bào nhân khác. Đối phương phảng phất đã đứng đó từ lâu, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được. Đa tạ tiền bối truyền thụ phù trận chi đạo, vãn bối nhất định dụng tâm lắng nghe, Hàn Lập ôm quyền cung kính nói. Huyết bào nhân khoát tay, bảo Hàn Lập tập trung chú ý cử động của một huyết bào nhân khác. Chỉ thấy huyết bào nhân kia bắt quyết, hai tay vẽ vài cái lên không chung. Phanh, một khối tử dạ lập tức vang ra, hóa thành một ký hiệu cỡ nắm tay, bắn thật nhanh đến chiến giáp. Linh quang chợt lóe, ký hiệu chui vào trong chiến giáp không thấy bóng dáng, nhưng lập tức lại truyền đến từng tiếng trầm thấp tiếp theo hiện ra trên bề mặt chiến giáp. Huyết bào nhân huy động ngón tay tựa như nặng ngàn cân, ký hiệu bắt đầu biến hình, trong nháy mắt huyễn hóa ra một tử sắc phù trận lớn cỡ vài trường. Bên trong có một số ký hiệu không ngừng biến ảo, phảng phất như chưa hình thành. Hàn Lập đang nhìn đến xuất thần thì huyết bào nhân bên cạnh lại mở miệng giảng giải. Phù trận này gọi là kim minh, những thứ khác không có, chỉ có tác dụng làm chiến giáp cực kỳ cứng, đủ để chống đỡ công kích của pháp bảo bình thường mà không hề tổn hại phù trận chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất là, Hàn Lập vốn dĩ tại pháp trận chi đạo cũng có tạo nghệ không tồi, một bên quan sát quá trình huyết bảo nhân tạo ra minh ấn phù trận, một bên nghe tên còn lại giảng thuật, ánh mắt chấp động không ngừng. Có thể nghe được truyền thụ từ tồn tại hợp thể kỳ hiển nhiên là cơ hội cực kỳ khó. Cho dù đối phương chỉ giảng giải rất ít nhưng cũng làm cho nhiều trận pháp và quý lỗi của Hàn Lập được sáng tỏ. Sau thời gian một bữa cơm, huyết bào nhân đã hoàn thành hơn phân nửa phù trận, cũng đã bắt đầu ngưng hình. Tiểu Hữu hiện tại ngươi hướng vào mắt trận rót ích tà thần lôi vào. Huyết bào nhân thúc giục Hàn Lập, thanh âm này không lớn nhưng khi truyền đến tai Hàn Lập liền khiến hắn tỉnh lại. Hắn không nói hai lời bay qua, hai tay trà sát, tiếng lôi minh phát ra, một đạo kim sắc điện hồ hình cung bắn ra, lôi quang kinh người làm xung quanh rực rỡ màu vàng. Huyết bào nhân đứng bên cạnh Hàn Lập nhìn thấy kim sắc điện hồ thì trong mắt chợt hiện lên một tia dị sắc, nhưng lập tức liền biến mất. Một tháng rưỡi sau, thân hình Hàn Lập lần nữa xuất hiện tại tĩnh thất mộc tinh động. Hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay đang chơi đùa với một bạch sắc ngọc bài, vẻ mặt trầm ngâm. Hơn một tháng qua, hắn cơ hồ ngày đêm đứng phía dưới cự đại quý lối kia, cuối cùng giúp huyết lão quái luyện thành. Mà thời gian vừa đến, Mộc Thanh cũng không tính sai ngày, liền đến huyết diếm cung dẫn hắn trở về. Lại nói tiếp, mặc dù trong khoảng thời gian này ngày đêm vận dụng ích tà thần lui quán chú vào phù trận, làm cho hắn hao tổn rất nhiều tâm thần, nhưng Hàn Lập lại không cảm thấy có hại. Cái khác không nói, chỉ riêng phương pháp luyện chế linh thị và huyết lão quái giảng về phù trận chi đạo thì đã khiến cho hắn được lợi lớn. Huống chi huyết lão quái lại còn tặng hắn một ít tài liệu chân quý luyện quý lỗi. Mặc dù biết đối phương có thể có ý đồ khác, nhưng như vậy cũng đã làm hắn hài lòng. Bất quá hiện tại Hàn Lập không phải nghĩ tới việc này, mà là nghĩ tới khối kim khuyết ngọc thư trên tay. Bên trong ghi lại vài loại phù triện có uy lực thật lớn, trong đó có một loại rất rõ ràng, hắn đã tìm hiểu ra, thậm chí trên người có mang một cái. Ba loại khác thì phân biệt là cửu cung thiên kiền phù dùng để vây địch, thiên qua phù dùng để công kích, giáp nguyên phù là phù triện trên quý lỗi. Trong đó thiên qua phù là có uy lực lớn nhất, vô cùng huyền diệu, Hàn Lập chỉ hiểu được một chút. Mà cửu cung thiên kiền phù và giáp nguyên phù trải qua mấy năm tỉ mỉ tìm hiểu, hắn nguyên bổn đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Huyết lão quái này không thẹn là tông sư về phương diện quý lỗi và pháp trận chi đạo, nhiều tháng chỉ điểm, hơn nữa mấy ngày nay lại ở trong tĩnh thất đau khổ nghiên cứu thuật luyện chế linh thị, cuối cùng hắn đã đột phát được vài vấn đề, trở nên thông suốt, có thể luyện chế hai loại phù triện này. Hai loại phù triện này hiển nhiên cần tài liệu hết sức chân quý, nhưng cũng không phải là loại tuyệt tích, tại thiên Nguyên thành hắn cũng góp nhặt được một chút. Hôm nay có thể trực tiếp thử, nguyên bổn luyện chế phù triện này cần phải thử nghiệm một chút, sau đó mới có thể dùng tài liệu chân quý chính thức luyện chế. Nhưng dưới ánh nhìn chằm, chằm của yêu vương hợp thể kỳ, hắn đương nhiên không có thời gian làm việc này mặc dù hiện tại thoạt nhìn bởi vì ích tà thần lôi mấy năm tới hắn sẽ an toàn nhưng ai biết được yêu vương kia có đột nhiên thay đổi chủ ý hay không từ khi hàn lập tu đạo đến nay tất cả đều dựa vào tự bản thân phi thăng linh giới thậm chí có tu vi hôm nay hiển nhiên sẽ không đem mạng sống phó thác cho người khác phải nhanh chóng luyện chế ra hai loại phù triệt hiển nhiên cũng phải có vài loại thủ đoạn bảo vệ mạng thân sắc hàn lập thay đổi liên tục sau một hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem thần niệm rót vào trong ngọc bài, đem bí thuật về hai loại phù triện nhìn kỹ một lần nữa. Một lát sau, xác định không có vấn đề gì, hắn mới lần nữa mở mắt ra. Cổ tay bỗng chờ một cái, linh quang chấp động, một đoàn thanh quang bắn ra xoay tròn giữa không chung. Đúng là túi chữ vật của Hàn Lập, Hàn Lập điểm một cái về phía túi chữ vật, phốc suy, một cỗ thanh hà bay ra mang theo hơn 10 hộp ngọc. Hắn tiện tay chỉ một hộp màu trắng, nắp hộp mở ra, một khối bạc gì đó bắn ra, năm ngón tay hàn lập chảo một cái, vật ấy nhất thời dừng lại trước người hắn. Đúng là một miếng da thú bóng loáng tinh xảo, khối da này chẳng những phát ra ánh bạc trói mắt mà bên ngoài còn có thêm những hoa văn lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ. Đúng là một loại tài liệu dùng để luyện chế quý lỗi, là da của cổ thú phong hỏa thú. Loại cổ thú này chẳng những tinh thông hai loại thần thông phong hỏa, mà thực lực có thể so với hóa thần kỳ, nhưng lại thích ngủ ở nơi âm hàn, thường ngủ trường kỳ trong ao đầm ẩm.